Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 110. Rõ ràng Tự Oánh rất tức giận, hai mắt bà ta như muốn phun ra lửa, những khí thế mạnh mẽ liên tục dâng trào từ trong cơ thể bà ta. Vào lúc này, thời không xung quanh cũng trở nên sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Phục Võ trầm giọng nói, Tự Oánh, hắn ta không phải người xấu. Tự Oánh giận dữ nói, hắn ta không phải đồng loại của chúng ta. Phục Võ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, Tự Oánh, hắn ta thật sự không phải đồng loại của chúng ta, nhưng hắn ta cũng không phải người xấu. Tự Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, thẳng thừng ngắt lời cô ấy, bảo hắn ta đi, đi ngay bây giờ. Phục Võ nhíu mày. Thấy nét mặt của Phục Võ, ánh mắt Tự Oánh lại trở nên lạnh lẽo một lần nữa. Phục Võ trầm giọng nói, bây giờ hắn ta đang bị thương rất nặng. Nếu rời đi vào lúc này thì sẽ rất nguy hiểm. Tự Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, Phục Võ, ngươi nên hiểu rõ thần pháp thiên hành. Phục Võ khẽ thở dài, Tự Oánh, ngươi phải giúp ta. Nét mặt Tự Oánh không chút cảm xúc, muốn ta giúp ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải thề ngươi không có ý gì với hắn ta cả. Nghe thấy thế, Phục Võ nhất thời hơi nổi giận, Tự Oánh, vì sao ngươi phải làm thế chứ? Tự Oánh cũng nổi giận, ta chỉ sợ ngươi đi sai đường thôi, thần pháp thiên hành cấm không được kết hôn với người ngoại tộc, ta không muốn ngươi phạm sai lầm. Phục Võ vùng ống tay áo, sắc mặt lạnh như băng, ta không thề, ngươi có giúp hay là không? Tự Oánh cười khẩy, xem ra ngươi thật sự có ý đồ khác với hắn ta. Phục Võ cũng nổi giận, đúng là có ý đồ đấy thì sao? Tự Oánh phẫn nộ, ta sẽ giết hắn. Nói xong. Bà ta lao về phía trước, nhắm thẳng về phía sau cây như một tia chớp. Thấy thế, Phục Võ cũng giận dữ, cô ấy lóe lên, chắn trước mặt Tự Oánh một lần nữa, sau đó đánh một quyền về phía Tự Oánh. Ầm. Cú đấm của Phục Võ khiến Tự Oánh dừng lại. Thấy Phục Võ ra tay với mình vì một người đàn ông ngoại tộc, Tự Oánh nhất thời nổi trận lôi đình, lửa giận dâng cao, lại đánh một quyền nhằm vào Phục Võ. Thấy thế, Phục Võ cũng xa sầm mặt, người cô ấy run lên, lao thẳng về phía Tự Oánh. Hai người phụ nữ bắt đầu đánh nhau, lúc này cả hai đều đang khó chịu, ra tay vô cùng hung hăng, hai người phụ nữ liên tục đánh nhau, những tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Một lúc lâu sau đó, Phục Võ đẩy lui Tự Oánh bằng một quyền, cô ấy tức giận nhìn Tự Oánh, ngươi đừng ép ta. Thật ra cô ấy còn khá nương tay, không sử dụng hết toàn lực. Tự Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ, hôm nay ta phải giết chết hắn ta. Phục Võ giận dữ nói, hắn ta cũng đâu có làm hại tới nền văn minh thiên hành. Tự Oánh giận dữ nói, Phục Võ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giữa người đàn ông ngoại tộc đó và ta, ngươi chọn ai? Phục Võ vung tay áo, giận dữ nói, ngang ngược. Dứt lời, cô ấy xoay người đi tới phía sau cây, chuẩn bị dẫn Diệp Quân rời khỏi đây. Lúc này, Tự Oánh sau lưng cô ấy đột nhiên biến mất. Sắc mặt Phục Võ thoáng chốc trở nên lạnh lùng, sau đó đột nhiên xoay người đánh một quyền. Ầm. Một quyền đánh ra, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc khiến Tự Oánh lùi lại một lần nữa. Sau khi dừng lại, Tự Oánh không tiếp tục ra tay mà nhìn chằm chằm Phục Võ. Phục Võ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, giữa tỷ muội và người đàn ông ngoại tộc kia ai quan trọng hơn? Lúc này Phục Võ cũng nổi trận lôi đình, đang giận dữ mà Tự Oánh còn ngang ngược như thế, lập tức phẫn nộ nói, đàn ông quan trọng hơn ngươi, được chưa? Nói xong, cô ấy xoay người bay tới phía sau cây, sau đó dẫn theo Diệp Quân biến mất ở cuối chân trời. Tự Oánh dưới gốc cây nhìn về phía chân trời như mất hồn, một lát sau, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi từ trong mắt nàng ta. Phục Võ dẫn Diệp Quân đi tới một dãy núi sâu. Cô ấy tìm một hồ nước, sau khi nhẹ nhàng đặt Diệp Quân xuống một tảng đá, cô ấy ngồi bên cạnh Diệp Quân, im lặng không nói một lời. Diệp Quân nhìn cô ấy, sau đó nói, tại sao các cô lại ghét đàn ông ngoại tộc thế? Hắn nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ. Phục Võ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, do quy định của thần pháp thiên hành, không được thông hôn với đàn ông ngoại tộc. Diệp Quân nhíu mày, làm bạn cũng không được à? Phục Võ ngẩng đầu nhìn hắn, không đáp. Diệp Quân lắc đầu, tỷ muội kia của cô nóng tính quá, còn hơi hồ đồ nữa,
nhưng ta nhớ hình như ta cũng có một người thân rất hồ đồ. Có điều không nhớ ra được đó là ai. Phục Võ im lặng một lúc, sau đó khẽ nói, cô ấy rất tốt, chỉ là hơi bướng bỉnh, tư duy rất kỳ lạ. Diệp Quân cười khẽ, đúng là rất bướng. Thật ra hắn rất muốn nói là cô cũng rất bướng, nhưng sau khi nghĩ đến tính cách của cô ấy thì không nói nữa. Nhà đầu này mà nổi giận cũng khiến người ta rất đau đầu, đừng chọc giận cô ấy thì tốt hơn. Phục Võ nhìn Diệp Quân, thương thích của ngươi hiện tại sao rồi? Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, vẫn không ổn cho lắm. Bây giờ trong người hắn vẫn còn chút sức mạnh quang âm còn sót lại, tuy có kiếm Thanh Huyền trấn áp, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là thần hồn của hắn lúc này rất yếu, ký ức cũng chưa khôi phục hết. Cũng may là có kiếm Thanh Huyền trấn áp, nếu không hắn đã chết 100 lần rồi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là hiện tại hắn vẫn chưa thể ra tay một cách dễ dàng, nếu ra tay vẫn sẽ có nhiều sức mạnh quang âm hơn tiến vào trong cơ thể hắn. Nghĩ đến sự ăn mòn của sức mạnh quang âm, hắn ta cảm thấy sởn gai óc. Lúc này, Phục Võ khẽ rên. Diệp Quân thôi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Phục Võ, sao vậy? Phục Võ nhỏ giọng nói, ta muốn đưa ngươi về hệ Ngân Hà. Diệp Quân cười khổ, không thể nào trở về trong một khoảng thời gian ngắn được. Phục Võ nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào trong thiên địa, nét mặt hắn hơi nặng nề, lúc trước người đàn ông cường tráng nói hắn không phải người của thế giới này, một khi ra tay sẽ bị đạo tắc quang âm ở đây trấn áp. Đạo tắc quang âm. Diệp Quân nhíu mày. Hắn định đợi sau khi khỏi hẳn sẽ đánh một trận với đạo tắc quang âm gì đó, trực giác nói với hắn, có lẽ thanh kiếm trong cơ thể hắn có thể chống lại đạo tắc quang âm gì đó kia. Lúc này, Phục Võ đột nhiên đứng dậy đi tới cạnh hồ nước, Diệp Quân hơi nghi ngờ, Phục Võ đột nhiên duỗi tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, cành cây ở cách đó mấy chục trượng bay vào tay cô ấy, sau đó, cô ấy rạch một cái về phía trước. Xoẹt! Một tia kiếm quang rẽ đôi nước hồ, mà sau đó, cô ấy cầm cành cây chỉ nhẹ lên trên. Xoẹt. Trên không trung bị cắt ra một chỗ rách mấy vạn trượng như nứt ra từ giữa. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Quân bên cạnh nhất thời giật giật. Nhà đầu trước mắt thật sự mang đến quá nhiều bất ngờ cho hắn. Đây thật sự là lần đầu tiên nhà đầu này tiếp xúc với kiếm à? Trên đời thật sự có yêu nghiệt tuyệt thế như vậy ư? Không đúng. Diệp Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, hắn nhìn chằm chằm Phục Võ, sau đó hắn chợt hiểu ra. Nhà đầu này đưa võ vào kiếm đạo, cô ấy dùng võ đạo của mình làm nền tảng, sau đó mới sáng tạo kiếm đạo trên nền tảng đó. Dùng võ đạo vào kiếm đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Phục Võ chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cho ta xem thử kiếm ý của ngươi. Diệp Quân nhìn cô ấy. Sau đó mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý bay lên từ lòng bàn tay của cô ấy, sau đó rơi xuống trước mặt Phục Võ. Phục Võ mở lòng bàn tay, tia kiếm ý kia bay vào tay cô ấy nhìn một lúc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Phục Võ đột nhiên mở mắt ra, cô ấy nhìn Diệp Quân, ta hiểu rồi, thì ra là thuần túy. Diệp Quân nhìn cô ấy, không nói gì. Phục Võ chỉ nhẹ. Kiếm ý của Diệp Quân bay về trước mặt hắn, lúc này, cô ấy chợt mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý xuất hiện trong tay cô ấy nắm lấy tia kiếm ý kia, khẽ động tâm niệm, kiếm ý chợt ngưng tụ thành một thanh ý kiếm. Phục Võ nhìn ý kiếm trong tay, khẽ nói, kiếm ý cần phải thuần túy, trong lòng không có tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm. Trong lòng chỉ có kiếm. Nói xong, cô ấy biến thành một tia kiếm quang bay lên trời. Vụt. Chỉ trong nháy mắt, đất trời đã nứt ra một khe hở rất dài. Trong thiên địa có tiếng kiếm reo vang vọng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng ngoài kinh ngạc còn có nặng nề. Hắn biết sở dĩ nhà đầu này đáng sợ như thế ngoài việc cô ấy vốn là một thiên tài yêu nghiệt thì còn có một nguyên nhân là võ học của cô ấy rất thâm hậu, nội công cao, vì thế cô ấy có thể lập tức từ võ đạo tiến vào kiếm đạo. Nhưng không thể không nói thật sự là quá yêu nghiệt. Cô ấy cầm kiếm ý, muốn tham khảo, là tham khảo chứ không phải mô phỏng, cô ấy muốn đi con đường kiếm ý của riêng mình. Yêu nghiệt.
Diệp Quân nở nụ cười, nhà đầu này thật sự là một người có thiên phú tu kiếm rất cao, sau này chắc chắn sẽ là một kiếm tu tuyệt thế. Sau khi đi tới chân trời, Phục Võ cầm ý kiếm đứng trong thiên địa, trên người cô ấy tản ra ý chí kiếm đạo mạnh mẽ, theo ý chí kiếm đạo xuất hiện không ngừng, thời không xung quanh chấn động đến mức liên tục run rẩy, rất đáng sợ. Một lát sau, cô ấy đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Chỉ một kiếm, thời không trước mặt cô ấy đã nứt ra, cùng lúc đó một ý chí kiếm đạo đáng sợ bao phủ lấy toàn bộ đất trời. Diệp Quân mở lòng bàn tay, cảm nhận những ý chí kiếm đạo ở xung quanh, dù hiện tại những ý chí kiếm đạo này vẫn không bằng của hắn, nhưng trong đó cũng chứa đựng một loại lý niệm kiếm đạo. Đáng sợ. Lúc này, Phục Võ chợt biến thành một tia kiếm quang rơi xuống trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân, có thể cho ta mượn thanh kiếm lúc trước của ngươi xem thử không? Diệp Quân cười nói, được. Dứt lời, hắn muốn lấy kiếm thanh huyên ra, nhưng Phục Võ lại lắc đầu, không cần lấy ra, người đưa tay cho ta. Tuy Diệp Quân hơi nghi ngờ, nhưng hắn vẫn đưa tay phải ra, Phục Võ duỗi tay nắm lấy tay hắn, sau đó cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân càng nghi ngờ hơn. Lúc này, kiếm thanh huyên trong người Diệp Quân chợt rung lên. Bây giờ Diệp Quân mới hiểu. Nhà đầu này đang cảm nhận kiếm thanh huyên. Một lúc lâu sau đó, Phục Võ mở mắt, cô ấy nhìn Diệp Quân, trong kiếm này chứa đựng một tình cảm. Diệp Quân hỏi, tình cảm. Phục Võ gật đầu, kiếm đạo có tình cảm, ngoài tình cảm còn có một ý chí vô địch, thứ đó còn mạnh hơn của ngươi rất nhiều, mạnh một cách khó tin. Nói đến đây, ánh mắt cô ấy chợt trở nên nóng bỏng, có lẽ đó là kiếm đạo ta muốn theo đuổi. Ong! Kiếm thanh huyên trong cơ thể Diệp Quân chợt rung động dữ dội. Cảm nhận được sự run rẩy của kiếm thanh huyên, Diệp Quân thầm thấy rất khiếp sợ nhìn chằm chằm Phục Võ trước mặt, nhà đầu này đang mượn kiếm thanh huyên đạt tới giới hạn của kiếm đạo, có lẽ bây giờ cô ấy không tạo ra được kiếm đạo ẩn chứa bên trong kiếm thanh huyên, nhưng cô ấy có một mục tiêu, có một phương hướng, mà điều cô ấy phải làm bây giờ chính là tiến về phía trước. Rõ ràng kiếm thanh huyên cũng rất sung túng cho nhà đầu này. Nhà đầu này đúng là yêu nghiệt. Lúc này, Phục Võ đột nhiên trợn mắt nhìn hắn, buông tay. Diệp Quân lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn đang nắm tay cô ấy, vì khi nãy xuất thần nên lúc Phục Võ rụt tay lại, hắn còn nắm chặt hơn. Hắn cười ha hả, buông ta Phục Võ ra. Phục Võ cũng trợn mắt nhìn hắn. Diệp Quân mỉm cười nói, cô về đi. Phục Võ ngây người. Diệp Quân lại nói, trở về nền văn minh thiên hành. Phục Võ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, dù tỉ muội của cô nóng tính, nhưng ta có thể nhìn ra cô ấy rất quan tâm cô, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà không vui, cô đi nói chuyện rõ ràng với cô ấy mới có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra nha đầu này có tình cảm với nền văn minh thiên hành và người tên Tư Oánh kia. Vì khoảng thời gian này cô ấy vẫn luôn rầu rĩ không vui, hắn cũng không mong hai tỷ muội này xích mích thành thù vì mình. Phục Võ cúi đầu không nói gì. Diệp Quân cười bảo, về đi. Phục Võ ngẩng đầu lên nhìn hắn, bây giờ ngươi vẫn đang bị thương rất nghiêm trọng, nếu gặp phải nguy hiểm. Diệp Quân ngắt lời cô ấy, ta kéo dài tí là được. Phục Võ hơi nghi ngờ, kéo dài. Diệp Quân cười to giải thích, theo cách nói của hệ Ngân Hà là trốn. Phục Võ ngẫm nghĩ rồi nói, ta đưa ngươi đến một nơi an toàn hơn. Diệp Quân nhìn xung quanh, nơi này không an toàn à? Phục Võ gật đầu, nơi này vẫn đang nằm trong nền văn minh thiên hành, nếu để người khác nhìn thấy ngươi lúc này thì ngươi sẽ bị bọn họ đánh chết đấy. Nói xong, cô ấy kéo lấy cánh tay của Diệp Quân, dẫn theo hắn biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau đó, cô ấy dẫn Diệp Quân tới một vùng tinh không. Ngân Hà sáng chói, vô biên vô tận. Hai người chậm rãi bước đi ở bên trong, Diệp Quân nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là biển sao vô biên vô tận, hoàn toàn không thấy được điểm cuối. Lúc này, một cảm giác nhỏ bé chợt xuất hiện. Trong vũ trụ vô cùng vô tận này, con người thật sự quá tầm thường. Lúc này, Phục Võ chợt ngâm nga, giọng của cô ấy nhẹ nhàng như nước. Nghe rất hay. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Phục Võ, Phục Võ nhất thời đỏ mặt, không ngâm nga nữa.
Diệp Quân cười hỏi, đó là bài hát ở nền văn minh thiên hành à? Phục Võ gật đầu. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, hệ Ngân Hà cũng có rất nhiều bài hát hay, cô có muốn nghe không? Phục Võ lập tức lắc đầu, nhưng sau đó cô ấy lại nói, ngươi, hát ta nghe thử. Diệp Quân bật cười, sau đó hát to, ôm lấy ta một lần. Ôm lấy ta. Bài hát ở hệ Ngân Hà luôn rất cởi mở, cũng rất to gan, việc này khiến Phục Võ chưa từng trải nghiệm thấy bất ngờ, cô ta đỏ mặt đấm một phát về phía Diệp Quân. Oanh! Diệp Quân bay thẳng ra xa. Diệp Quân! Một lát sau, Diệp Quân ngồi trong tinh không im lặng không nói một lời, trong mũi vẫn có máu chảy ra. Phục Võ ngồi bên cạnh hắn, im lặng liếm kẹo hồ lô. Hai người đều im lặng. Một lúc sau, Phục Võ đột nhiên nhỏ giọng nói gì đó. Diệp Quân quay đầu nhìn cô ấy, Phục Võ đang cúi đầu liếm kẹo hồ lô, không nói gì cả. Diệp Quân hỏi, cô vừa nói gì? Phục Võ cúi đầu im lặng một lúc lâu, sau đó lại nhỏ giọng nói gì đó, nhưng giọng nói nhỏ như mũi, thật sự khó nghe rõ được. Diệp Quân không nhìn được truy hỏi, cô nói gì vậy? Phục Võ ngẩng đầu nhìn hắn, ta tha thứ cho ngươi rồi. Diệp Quân trợn tròn mắt, hắn cho rằng mình nghe lầm, yết hầu lăn lên lộn xuống, sau đó cất lời, cô. Tha thứ cho ta rồi á? Phục Võ gật đầu, đúng thế. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Cô đánh ta, sau đó nói tha thứ cho ta. Cô băn khoăn một lúc lâu như thế không phải vì cô đánh ta, mà là vì cô đang suy nghĩ có nên tha thứ cho ta hay không. Diệp Quân cảm thấy đầu óc hỗn loạn, tư duy của mấy người này đều quá khó hiểu. Phục Võ nhìn hắn, khẽ nói, bài hát như thế. Hơi mất lịch sự, ngươi đừng hát nữa. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không thể không nói rất nhiều bài hát ở hệ Ngân Hà thật sự quá cởi mở và to gan. Diệp Quân cười nói, vậy ta hát cho cô nghe bài nào không mất lịch sự được chứ? Phục Võ hơi do dự, sau đó gật đầu, Diệp Quân tìm lại những bài hát trong trí nhớ, bài hát của hệ Ngân Hà đều khá cởi mở và to gan, nhưng cũng có một vài bài hát tao nhã dễ nghe. Trong trí nhớ mơ hồ của hắn, những bài hát cởi mở hào phóng kia đều do tiểu cô nương tên là Nhị. Gì đó dạy hắn, cụ thể tên gì thì hắn không nhớ ra được. Cứ tạm thời gọi là Nhị Hóa vậy. Một lát sau, Diệp Quân bắt đầu hát, phác họa thanh hoa lên gấm, nét bút nhạt dần đi. Vẽ phác họa mẫu đơn lên thân bình, giống như nàng vừa trang điểm. Bài hát này hàm xúc hơn bài khi nãy nhiều, nhịp điệu nhẹ nhàng và trong trẻo, Phục Võ vừa nghe đã bị nó thu hút. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân nhìn Phục Võ bên cạnh, cười nói, thấy sao? Phục Võ gật đầu, nhịp điệu tao nhã, nhưng mà... ta muốn sửa lại một chút lời bài hát. Diệp Quân cười nói, cứ sửa thoải mái, ha ha. Phục Võ nhìn hắn, sau đó gật đầu. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân đều tập trung chữa thương, dưới sự giúp đỡ của Kiếm Thanh Huyên, sức mạnh quang âm trong cơ thể hắn ngày càng ít đi, cùng lúc đó, trí nhớ của hắn cũng dần khôi phục. Còn Phục Võ thì mỗi ngày đều đang luyện kiếm, nói đúng hơn là đang ngộ kiếm, ý chí kiếm đạo của cô ấy ngày càng mạnh hơn. Cô ấy tiến bộ nhanh đến mức khiến Diệp Quân rất ngạc nhiên. Ngoài tu luyện, hai người cũng rất hay nói chuyện phiếm, Phục Võ rất tò mò về hệ Ngân Hà, thường xuyên hỏi Diệp Quân một vài chuyện liên quan đến hệ Ngân Hà, thấy cô ấy tò mò như thế, Diệp Quân cũng rất hay cười nói rằng sau này nếu có cơ hội sẽ dẫn cô ấy đến hệ Ngân Hà chơi, ăn món ăn ngon. Mỗi lần Phục Võ đều sẽ nghiêm túc gật đầu với điều này. Hai người vừa đi vừa tu luyện, khá giống như đang du ngoạn. Mà sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Diệp Quân phát hiện nha đầu Phục Võ này cũng là một người trong nóng ngoài lạnh, có điều tính cách hơi bướng, rất nhiều lúc trở nên bướng bỉnh thì cực kỳ kinh khủng. Hôm nay, Diệp Quân đi theo Phục Võ xuyên qua một tấm chắn vũ trụ, hai người đi tới một vùng tinh không khác. Phục Võ dừng bước. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Phục Võ, mỉm cười hỏi, nơi này đã không còn trong thần cảnh thiên hành nữa rồi đúng không? Phục Võ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, mau trở về đi. Phục Võ gật đầu, Diệp Quân cười khẽ, sau đó xoay người muốn rời đi, lúc này, Phục Võ chợt nói, đợi đã.
Diệp Quân xoay người nhìn về phía Phục Võ, Phục Võ đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, ta tiễn ngươi thêm một đoạn. Nói xong, cô ấy thoáng khựng người lại, sau đó lại nói, ý của ta là, ta sợ ngươi lạc đường. Diệp Quân. Cô ấy nhìn chằm chằm hắn, bàn tay của cô ấy cũng đã nắm chặt lại. Diệp Quân. Lần này, hai người đều chọn chậm rãi bước đi trong ngân hà sáng chói như thế. Diệp Quân đột nhiên lấy một sâu kẹo hồ lô ra, hắn bóc giấy gói kẹo rồi đưa cho Phục Võ, Phục Võ nhận lấy kẹo hồ lô rồi cắn nhẹ. Phục Võ chợt nói, thanh kiếm kia của ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn Phục Võ, cười nói, cô thích à? Phục Võ gật đầu. Diệp Quân cũng không đắn đo quá lâu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho Phục Võ, thích thì tặng cô đấy. Phục Võ ngạc nhiên nhìn hắn. Diệp Quân cười hỏi, sao vậy? Phục Võ không nhận lấy kiếm mà nhìn Diệp Quân chăm chú. Diệp Quân đưa tay xoa đầu cô ấy, cười nói, không phải đang đùa với cô đâu, nếu cô thích thì cứ lấy đi. Phục Võ hỏi, vì sao? Diệp Quân cười nói, làm gì có nhiều vì sao như thế chứ? Phục Võ nghiêm túc nói, dù gì cũng phải có một lý do chứ. Diệp Quân cười khẽ, ta còn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói với cô, được chứ? Phục Võ im lặng một lúc lâu, sau đó cô ấy trả kiếm cho Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao lại không lấy? Phục Võ nhìn hắn, ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra rồi lại nói với ngươi, được chứ? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Phục Võ đột nhiên đưa tay, Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Phục Võ nói, quả hồ lô. Diệp Quân cười khẽ, sau đó đưa một ít kẹo hồ lô cho cô ấy, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Phục Võ. Phục Võ tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Quân cười nói, bên trong có một vài món đồ chơi của hệ ngân hà, cô giữ lấy đi. Phục Võ cũng không từ chối, cô ấy nhận lấy nhẫn không gian. Diệp Quân nhìn một vòng xung quanh, sau đó cười nói, tiễn đến đây thôi. Phục Võ gật đầu. Diệp Quân cười khẽ, sau đó xoay người rời đi. Phục Võ vẫn chưa rời đi mà nhìn chằm chằm Diệp Quân, mãi đến khi hắn biến mất trong tinh hà xa xôi, cô ấy mới thu hồi tầm mắt, nét mặt cô ấy hơi u ám, sau khi im lặng một lúc lâu, trong mắt cô ấy lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó cô ấy nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, xem một lượt nhẫn không gian. Cuối cùng cô ấy lấy một tấm khăn che mặt màu trắng ra, sờ nhẹ, rất mềm mại, chỉ là khăn che mặt bình thường, không có chút chức năng nào. Cô ấy im lặng cất đi, đang muốn tiếp tục tìm kiếm thứ gì mới mẻ thì thời không phía xa đột nhiên sôi trào. Phục Võ cất nhẫn không gian đi, cô ấy đưa mắt nhìn về phía xa, ngay sau đó, tấm chắn thời không phía xa chợt tách ra hai bên, sau đó một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Thấy người này, Phục Võ xa sầm mặt. Người đó chính là Tự Oánh. Mà bên cạnh Tự Oánh còn có một người phụ nữ váy xanh đi theo, người phụ nữ này chính là Thanh Tử, sau lưng họ còn có một nhóm cao thủ của nền văn minh thiên hành. Tự Oánh nhìn chằm chằm Phục Võ bằng ánh mắt lạnh như băng, hắn ta đâu? Phục Võ trầm giọng nói, Tự Oánh, hắn đã rời đi rồi, chuyện này dừng lại ở đây được chứ? Nét mặt Tự Oánh không chút cảm xúc, không được. Phục Võ nhất thời hơi tức giận, người có thể chín chắn giống ta chút được không? Đừng có bướng bỉnh mãi như thế. Tự Oánh lạnh lùng nhìn cô ấy, sau đó nói, đi giết người đàn ông đó. Mấy người nhóm Thanh Tử bên cạnh bà ta đang muốn đuổi theo. Thì Phục Võ chợt nổi giận, láo xược. Những người này đều bị khí thế của Phục Võ làm sợ hãi. Tự Oánh cười khẩy, Phục Võ, quả nhiên ngươi thích người đàn ông ngoại tộc kia. Phục Võ cũng hướng lên, cô ấy nói lại, đúng vậy, ta thích hắn ta đấy, chúng ta còn ngủ với nhau rồi nữa làm sao? Ta cho ngươi tức chết luôn, cả nhóm người. Nghe thấy lời Phục Võ nói, Tự Oánh giận tới mức lồng ngực phập phồng, bà ta giận dữ nói, con mẹ nó, ta cắn chết ngươi. Dứt lời, bà ta lao thẳng về phía Phục Võ. Hai người phụ nữ bắt đầu đánh nhau.
Những người khác muốn giúp đỡ nhưng đột nhiên Tư Hỏa và Phượng Đông lao thẳng đến trước mặt Phục Võ, bọn họ giận dữ nhìn những người kia. Dung Khâu đứng trong đám người với sắc mặt tái nhợt, muốn tiến lên nhưng lại không dám. Tư Oánh nhìn chằm chằm Tư Hỏa và Phượng Đông, giận dữ nói, các ngươi muốn tạo phản sao? Tư Hỏa trầm giọng nói, Tư Oánh, đại tỷ cũng không có phản bội nền văn minh thiên hành, ngươi không thể đối xử với tỷ ấy như thế được. Phượng Đông cũng liên tục gật đầu, Tư Oánh, ngươi đừng nổi điên nữa. Tư Oánh giận quá hóa cười, được, giỏi lắm, các ngươi giỏi lắm, trước đây ta thật sự nuông chiều các ngươi quá rồi, giết. Vừa nói xong, một đám người sau lưng bà ta lập tức lao về phía nhóm người Phục Võ. Thấy thế, sắc mặt Phục Võ cũng hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Bắt đầu đại chiến. Mà Dung Khâu ở một bên vẫn còn đang do dự, lúc này, một người đi tới bên cạnh ông ta, người đó nhìn Dung Khâu, lên đi. Dung Khâu chợt nâng tay đánh một quyền về phía người đó. Bốp! Người kia lập tức bị đánh bay. Dung Khâu hít sâu một hơi, run rẩy nói, đại tỷ không sai, đại tỷ không sai. Nói xong, ông ta cũng xông lên. Nhưng dù sao phía Tự Oánh cũng rất đông người, mấy người nhóm Tư Hỏa và Phượng Đông hoàn toàn không phải đối thủ. Thân thể của Tư Hỏa và Phượng Đông bị đánh vỡ, chỉ còn lại linh hồn, thấy thế, sắc mặt Phục Võ chợt thay đổi, cô ấy bất chấp tất cả, sử dụng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kiếm, sau đó chém một phát về phía trước. Trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Tự Oánh bị kiếm của cô ấy chém bay, một vài người xung quanh cũng bị chiêu kiếm của cô ấy chém vỡ thân thể, trong đó có cả Thanh Từ. Một nhóm người đều hoảng hốt. Tự Oánh nhìn Phục Võ bằng ánh mắt khó tin, ngươi. Phục Võ cũng nhìn chằm chằm Tự Oánh, giận dữ nói, Tự Oánh, ngươi đừng ép ta. Lúc này, Dung Khâu kia đi tới bên cạnh Phục Võ, run rẩy nói, đại tỷ, Cố Vân kia không có ở đây. Sắc mặt Phục Võ nhất thời thay đổi, cô ấy nhìn về phía Tư Oánh, ngươi. Tư Oánh lạnh lùng nói, Phục Võ, Cố Vân đã bắt được người đàn ông ngoại tộc kia rồi, nếu ngươi không muốn hắn ta chết thì đầu hàng đi. Phục Võ nổi trận lôi đình, Tư Oánh, hắn ta cũng không làm hại đến nền văn minh thiên hành, vì sao ngươi phải làm thế? Tư Oánh giận dữ nói, ngươi có đầu hàng không, nếu ngươi không đầu hàng thì ta sẽ bảo Cố Vân giết chết hắn ta ngay bây giờ đấy. Phục Võ tức giận đến mức mắt như sắp phun ra lửa, cô ấy nắm chặt thanh kiếm trong tay, đưa mắt nhìn những người xung quanh, cô ấy hít sâu một hơi, cô ấy cũng không muốn giết những người này, vì họ đều là đồng loại của mình. Hơn nữa cô ấy biết bây giờ Tự Oánh đang giận, nếu tiếp tục ra tay chỉ khiến bà ta càng điên cuồng hơn, không bằng đợi bà ta bình tĩnh lại rồi nói. Nghĩ vậy, Phục Võ nhìn Tự Oánh, người nói lời phải giữ lấy lời đấy. Tư Oánh lạnh nhạt đáp, ta chưa từng lừa ai cả. Phục Võ nhìn chằm chằm Tư Oánh, một lát sau cô ấy mở lòng bàn tay, ý kiếm chậm rãi tan biến. Tư Oánh ra lệnh, nhốt cô ấy lại. Có hai người nhanh chóng đi tới trước mặt Phục Võ, sau đó dẫn cô ấy đi. Tư Oánh nhìn thoáng qua Tư Hỏa và Phượng Đông, bây giờ họ chỉ còn lại linh hồn, Tư Oánh lạnh nhạt nói, đưa họ tới chỗ tổ thạch luân hồi. Tư Hỏa và Phượng Đông nhanh chóng bị đưa đi. Tư Oánh nhìn Dung Khâu cũng đang sợ đến mức tái mặt. Tư Oánh nói, nhốt ông ta lại trước đã. Dung Khâu cũng bị dẫn đi. Tư Oánh phất tay, cả nhóm người lui xuống. Bà ta nhìn xuống bụng mình, nơi đó có một vết kiếm sâu, bà ta im lặng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lúc này chợt có một người xuất hiện trước mặt Tư Oánh, người đó là Cố Vân. Cố Vân trầm giọng báo cáo, người đàn ông kia chạy mất rồi. Trên mặt Tự Oánh không có chút cảm xúc. Cố Vân hỏi, có đuổi theo không? Tự Oánh im lặng một lúc rồi nói, đuổi theo, nhưng nếu tìm thấy thì đừng giết hắn ta. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Một lát sau, bà ta đi tới một bệ đá, Dung Khâu đang bị nhốt ở bên trên. Tự Oánh nhìn Dung Khâu, từng gặp người đàn ông kia chưa? Dung Khâu lắc đầu, chưa từng. Tư Oánh nhìn ông ta một cái, sau đó rời đi. Ngày hôm sau, cách Dung Khâu không xa xuất hiện thêm một bệ đá, Tư Oánh dẫn người đàn ông kia đi tới trên bệ đá, sau đó nhốt hắn lại. Dung Khâu tỏ vẻ nghi ngờ. Tư Oánh nhìn Dung Khâu, sau đó rời đi.
trong tinh không, Tự Oánh nhìn xuống Dung Khâu trên bệ đá, cười khẩy, ngươi giận ta đúng không? Ngươi xem ta có khiến ngươi tức chết không? Nói xong, bà ta rời đi. Tự Oánh đi tới trước cây sinh mệnh thiên hành, ta muốn một quả hạch thuần khiết. Cây sinh mệnh thiên hành không từ chối, nó đưa cho bà ta một quả. Tự Oánh nhận lấy quả, đang định rời đi thì cây sinh mệnh thiên hành chợt nói, Tự Oánh, có gì đó không đúng lắm. Tự Oánh nghi ngờ hỏi, không đúng gì cơ. Cây sinh mệnh thiên hành trầm giọng nói, dây thời gian của nền văn minh thiên hành đang dao động, không được bình thường. Tự Oánh đáp, ồ. Sau đó bà ta rời đi. Cây sinh mệnh thiên hành. Ở một nơi khác, Phục Võ bị nhốt trên một hòn đảo nhỏ. Bà ta ngồi dưới tàng cây, đang tìm tòi trong nhẫn không gian mà Diệp Quân đưa cho, bên trong còn có nhạc cụ. Lúc này, dường như Phục Võ cảm nhận được điều gì, bà ta chợt xoay người, trước mặt cô ấy không xa là một người phụ nữ áo xanh. Người phụ nữ áo xanh nở nụ cười dịu dàng. Phục Võ nhíu mày, cô là ai? Người phụ nữ cười đáp, nơi này có chút vấn đề, ta đến để sửa chữa. Phục Võ nghi ngờ, vấn đề gì cơ? Người phụ nữ áo xanh đáp, vấn đề thời gian, kết cục không thể thay đổi, nhưng có thể thay đổi quá trình, nếu không sẽ bất lợi với cả hắn và các ngươi. Phục Võ cô nương, đắc tội rồi. Nói xong, bà ấy chợt chỉ nhẹ một cái, Phục Võ lập tức đứng im tại chỗ, dần dần. Ánh mắt cô ấy trở nên mờ mịt. Trong mắt người phụ nữ áo xanh lóe lên cảm xúc phức tạp, sau đó, bà ấy đi tới trước cây sinh mệnh thiên hành. Cây sinh mệnh thiên hành thốt lên, mẹ kiếp, nhân vật lớn. Người phụ nữ áo xanh quan sát cây sinh mệnh thiên hành, sau đó cười nói, không ngờ ngươi lại có thể cảm nhận được dây thời gian của vũ trụ này có gì đó không đúng, lợi hại đấy. Cây sinh mệnh thiên hành đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói với ngươi cái này, tổ thạch luân hồi có rất nhiều bảo bối đến từ nền văn minh cấp 7, ngươi có muốn đi tìm nó không? Tổ thạch luân hồi. Người phụ nữ cười khẽ yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi, ta đến để sửa chữa dây thời gian, cho mọi thứ trở lại bình thường. Dứt lời, bà ấy duỗi tay chỉ nhẹ, ngay sau đó, khu vực thời không xung quanh cây sinh mệnh thiên hành chợt trở nên hư ảo. Sau đó, người phụ nữ xoay người bước tới, vừa bước đi, bà ấy đã đến trong thời không quang âm. Bà ấy muốn kiểm tra. Bà ấy bắt đầu đi lại trong dây thời gian của nền văn minh thiên hành. Chẳng mấy chốc, lịch sử tiếp theo của nền văn minh thiên hành di chuyển trước mặt bà ấy một cách nhanh chóng. Một lúc lâu sau đó, bà ấy chỉ tay, dừng. Bà ấy nhìn thấy dây thời gian xảy ra không lâu trước đó trong hình ảnh trước mặt. Một người tên Tịnh Sơ vì bảo vệ Diệp Quân mà suýt chết trận, mà lúc này, một người đàn ông áo trắng và một người phụ nữ váy trắng xuất hiện. Thấy người đàn ông áo trắng, người phụ nữ áo xanh cong môi. Một lúc sau, người phụ nữ váy trắng trong hình ảnh kéo người đàn ông áo trắng rời đi, lúc này, người đàn ông áo trắng dừng lại, ông ấy xoay người cười nói với Diệp Quân, đừng quá áp lực, có thể bước chậm lại một chút. Diệp Quân cười đáp, vâng. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, lần sau đừng nói nhờ vả nữa, cha vẫn luôn là chỗ dựa của con. Diệp Quân bật cười, được. Người đàn ông áo trắng không nói gì nữa, ông ấy dắt người phụ nữ váy trắng rời đi. Trong thời không quang âm, người phụ nữ áo xanh thoáng ngây người, sau đó bà ấy nở nụ cười xinh đẹp, ta che giấu kỹ như thế, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện. Người đàn ông áo trắng cùng người phụ nữ váy trắng đi rồi. Người phụ nữ váy xanh mỉm cười, tiếp tục dạo bước. Cuối cùng, khi phát hiện thời gian và không gian đều đã khôi phục bình thường, bà ấy mới rời đi. Giữa một khoảng không, chủ nhân bút đại đạo đứng đối diện đa nguyên đạo đế, đa nguyên đạo đế vòng tay phải sau lưng, ánh mắt thâm trầm, uy thế vờn quanh thân. Chủ nhân bút đại đạo vẫn treo nụ cười hờ hững trên mặt, bình tĩnh nhìn đối phương. Đa nguyên đạo đế cũng nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên so với trước, rốt cuộc ngươi là ai? Từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến nay, ông ta đã phát hiện, mình đã đánh giá quá thấp kẻ trông có vẻ như một gã du thủ du thực trước mặt đây. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, chỉ là một kẻ tiểu tốt vô danh thôi. Đa nguyên đạo đế khẽ cười, trong vùng vũ trụ văn minh cấp 6 này, kẻ có thể coi thường sức mạnh quang âm, hẳn là khó tìm ra người thứ hai.
Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không ít đâu, chẳng qua ngươi chưa từng gặp thôi. Đa nguyên đạo đế nổi hứng, thật à, ta muốn xem thế nào. Chủ nhân bút đại đạo cười bảo, ta khuyên ngươi tốt hơn hết là đừng dại. Đa nguyên đạo đế cười hỏi, vì sao? Chủ nhân bút đại đạo nghiêm trang nói, bởi người từng gặp họ, đa phần đều đã chết hết. Ha ha ha. Đa nguyên đạo đế đột nhiên cười lớn, tiếng cười như tiếng sấm, khuấy động ngân hà sục sôi. Chủ nhân bút đại đạo chỉ cười nhẹ, không nói thêm nữa. Cười mấy tiếng, đa nguyên đạo đế mới liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, bảo thực ra ta có thể hiểu được ngươi. Đây không phải là lỗi của ngươi mà chỉ do sự hạn chế về nhận thức và tầm nhìn về cực hạn vũ trụ của ngươi mà thôi. Vì tầm vóc của vũ trụ ngươi đang sống chỉ thấp chừng ấy nên kiến thức về cường giả đối với ngươi, tối đa cũng chỉ có. Nói đến đó, ông ta nhấc tay phải rồi nhẹ nhàng đè xuống một cái, cười bảo tối đa cũng chỉ có như vậy. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, lời ngươi nói, thực ra cũng rất có lý, khiến ta tương đối tò mò là. Nhận thức của ngươi thì cao cỡ nào? Đa nguyên đạo đế cười cười, bình thản nói, cao đến độ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng nhấc ống tay áo, cười nói, nếu không phải vì muốn cho bọn họ chút thể diện, thì đâu đến lượt các ngươi vào vai phản diện chứ? Nói đến đây, ông ta thở dài một hơi, trong tiếng thở dài như tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không phải ông ta đã lựa chọn thao quang ẩn hối, chỉ sợ mình cũng xong đời rồi. Đa nguyên đạo đế nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo một hồi, sau đó lại cười nói, thực lực của ngươi cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng rất có khả năng lừa người đấy. Chủ nhân bút đại đạo cười ha hả. Nhưng đúng vào lúc này, đa nguyên đạo đế đột nhiên nhíu mày, lát sau, ông ta nở nụ cười, thú vị đấy, giết được cả A Phu. Chủ nhân bút đại đạo chậm rãi nhắm mắt lại, lát sau, ông ta cũng cười cười, ta vẫn lại đánh giá thấp tên nhóc này rồi. Ông ta vốn tưởng Diệp Quân đánh không lại gã thể tu kia, bởi vì Diệp Quân không có đại đạo hộ thể, tiến vào dòng thời gian của nền văn minh vũ trụ thiên hành này sẽ gặp tình trạng bị quang âm ăn mòn, nhưng ông ta không ngờ, Diệp Quân không chỉ có thể kháng được lực ăn mòn từ quang âm mà còn giết được gã thể tu. Quá bất ngờ. Nhưng cũng vào lúc này, cách đó không xa, đa nguyên đạo đế chợt xòe bàn tay, sau đó phất tay áo một cái, cách nơi đây chừng vài trăm trượng. Thời không vùng bên phải đột nhiên biến thành một vòng xoáy thời không quang âm rất quỷ dị. Chủ nhân bút đại đạo chau mày. Đa nguyên đạo đế hô, Việt Y. Lời vừa thốt ra, thời không bên cạnh ông ta chợt nứt, giây lát sau, một người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi đi ra, người này có mái tóc màu bạc, tay nắm một thanh trường đao còn cắm trong vỏ. Gã đi tới, nhìn về phía đa nguyên đạo đế cười bảo, đi gặp thử vị Diệp công tử kia đi. Việt Y gật đầu, xoay người bước về phía vòng xoáy thời không quang âm nọ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn theo Việt Y như đánh giá, rồi nói, Phổ Biên. Rắc rắc. Thời không bên cạnh chủ nhân bút đại đạo cũng nứt toạc, tiếp đó, Phổ Biên chủ chậm rãi bước ra. Chủ nhân bút đại đạo vốn định cho Diệp Quân tự mình ứng đối với tình huống này, nhưng sau khi nghĩ lại, ông ta vẫn cảm thấy không ổn, rèn đúc thì cũng phải có hạn độ thôi. Hiện tại hẳn ông ta nên cho Diệp Quân thêm chút thời gian. Hơn nữa, chủ nhân bút đại đạo là ông ta đây đã đích thân đứng ra, nếu còn khiến Diệp Quân chết trong tay vị đa nguyên đạo đế này hoặc khiến hắn phải gọi người tới giúp thì thật mất mặt chủ nhân bút đại đạo này quá. Phổ Biên chủ xuất hiện, nhìn về phía Việt Y, cười bảo, tới đi. Việt Y liếc nhìn Phổ Biên chủ, không nói một lời, lập tức rút đao khỏi vỏ. Vèo. Thời không trước mặt Phổ Biên chủ đã vỡ ra, một thanh đao vù vù chém tới. Phổ Biên chủ cười cười, nhấc tay đánh một quyền. Rầm. Ngân hà xung quanh lập tức sôi sục lên, từng luồng sóng xung kích mang sức mạnh đáng sợ điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, nhưng tất cả đều không thể lại gần chủ nhân bút đại đạo cùng đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế liếc nhìn về phía Phổ Biên chủ, tán thưởng, khá lắm. Chủ nhân bút đại đạo không nhìn Phổ Biên chủ mà cúi đầu nhìn về phía Phục Võ ở bên dưới, lúc này, Phục Võ còn đang đột phá, hơi thở ý chí kiếm đạo của cô ấy còn đang điên cuồng tăng lên. Thấy thế, đáy mắt chủ nhân bút đại đạo chợt lóe một tia khiếp sợ, ông ta phát hiện, ông ta vẫn đánh giá thấp vị kiếm tu đến từ nền văn minh thiên hành này, thiên phú kiếm đạo của Phục Võ nếu xét ở tình hình chung ngày nay,
có thể nói là khủng khiếp nhất, nếu không tính tên kiếm tu biến thái của nhà họ Dương kia. Người này, có tiềm lực vô hạn. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế cũng nhìn về phía Phục Võ, thấy hơi thở ý chí kiếm đạo của cô ấy vẫn đang tăng lên mạnh mẽ, ông ta cũng phải nhíu mày, lộ vẻ bất ngờ. Vị quan chấp hành đứng đầu đến từ nền văn minh thiên hành kia quả thật đã vượt xa dự đoán của ông ta rồi. Nền văn minh cấp thấp cũng có những cá nhân mang thiên phú tột đỉnh cỡ này. Cũng vào lúc này, thủy tổ của nền văn minh vệ giả là Cổ Hưu đột nhiên chậm rãi đi về phía Phục Võ, nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt lóe sát ý. Lúc trước, khi đấu với Phục Võ, Cổ Hưu đã biết rõ người phụ nữ này đáng sợ cỡ nào, có thể nói, khi ấy, ngoài Đa Nguyên Đạo Đế, Phục Võ cùng thanh thần kiếm trong tay gần như có thể tung hoành tàn sát từ phía. Bây giờ, nếu để cô ấy thành công đột phá lần nữa, hậu quả thật không dám nghĩ. Nhìn thấy vô biên chủ cùng chủ nhân bút đại đạo đều bị người khác cầm chân, Cổ Hưu biết, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết nữ kiếm tu này. Đột nhiên, Cổ Hưu biến mất. Nghĩ là làm. Gần như cùng lúc, phía xa xa, Phục Võ đột ngột mở bừng mắt, vươn một ngón tay, gẩy nhẹ, một luồng ý chí kiếm đạo hóa thành thanh kiếm, bắn ra. Rầm. Giây lát sau, Cổ Hưu đã bị đẩy lui liên tục. Thấy thế, đám cường giả của các nền văn minh đang có mặt đều khiếp sợ không thôi. Kỳ chủ cùng Phạn Diêm La Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không thể che giấu sự kinh hãi nơi đáy mắt, bọn họ không thể nào ngờ, vị kiếm tu đến từ nền văn minh cấp thấp hơn này lại yêu nghiệt cỡ đó. Phục Võ chỉ dùng một kiếm đã đẩy lùi Cổ Hưu. Sau đó không tiếp tục ra tay mà chỉ thờ ơ liếc nhìn đối phương một cái rồi lại chậm rãi nhắm mắt, xung quanh cô ấy, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, các cường giả gần đó đều cảm nhận được một áp lực cực kỳ đáng sợ đến từ đó. Sắc mặt Cổ Hưu vô cùng khó coi, ông ta nhìn chòng chọc vào Phục Võ, Cổ Hưu biết, nếu nữ kiếm tu này hoàn toàn đột phá, nơi này sẽ không có một ai xứng là đối thủ của cô ấy nữa. Cổ Hưu gằn giọng, lên cả đi. Nghe ông ta nói thế, đám cường giả của các nền văn minh đều vô cùng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía ông ta, quần ẩu. Nơi này đều là những người có thể diện, bao nhiêu người cùng tấn công một cường giả của nền văn minh thấp hơn, nói ra thật là mất mặt. Thấy tất cả đều không muốn ra tay, Cổ Hưu trầm mặt xuống, cả giận nói, chẳng lẽ còn muốn đợi cô ta đột phá? Đột phá? Nghe vậy, đám cường giả các nền văn minh lập tức căng thẳng ra mặt. Sát ý bùng lên trong lòng. Nhưng vào lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nói, người này không quan trọng, bọn ngươi có thể đi giết thiếu niên kia, vị trí thời không hiện tại hắn đang đứng có hạn chế, hắn đã bị đại đạo quang âm áp chế rồi. Nghe Đa Nguyên Đạo Đế nói thế, Cổ Hưu và Quy Du Kỳ liếc nhìn nhau, giây lát sau, cả hai đều chỉ huy các cường giả mạnh nhất nền văn minh bên mình xông về phía vòng xoáy thời không quang âm kia. Nhưng cũng ngay lúc này, chợt xuất hiện một người chắn trước mặt họ. Đó là Phục Võ. Cô ấy chủ động bỏ qua cơ hội đột phá này. Cổ Hưu cùng Quy Du Kỳ nhìn chằm chằm Phục Võ, đáy mắt toát lên sát ý cực mạnh, đang muốn ra tay thì đã bị Đa Nguyên Đạo Đế đưa mắt ngăn cản. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía Phục Võ, cười bảo thật lòng mà nói, ngươi rất xuất sắc, khiến ta đây cũng phải bất ngờ, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, hiện giờ. Nếu ngươi đồng ý quy hàng, không chỉ không phải chết mà ta còn có thể cho kiếm đạo của ngươi lên một bậc mới, cho ngươi. Câm miệng. Phục Võ quay phát sang phía ông ta, ánh mắt lạnh như băng, đồ não úng. Chủ nhân bút đại đạo trợn mắt nhìn Phục Võ, khiếp sợ tột cùng. Ánh mắt Đa Nguyên Đạo Đế dần trở lên lạnh lẽo, ông ta không biết đồ não úng có nghĩa là gì nhưng ông ta dám chắc đây nhất định không phải lời gì hay ho. Lúc này. Quy Du Kỳ đã quả đoán hô tấn công. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất, hóa thành một luồng hơi thở khủng bố, phóng thẳng về phía Phục Võ. Đám cường giả bậc nhất của nền văn minh bên cạnh ông ta cũng đồng loạt xông lên, những người ra tay đều đã có thực lực vượt trên cảnh giới bất hủ. Phục Võ nhìn đám cường giả đang lao về phía mình, đáy mắt không một tia sợ hãi, cô ấy chợt xòe bàn tay, đôi môi mấp máy kiếm tới. Ong. Một tiếng kiếm minh ngân lên giữa đất trời, ngay sau đó, một luồng kiếm ý ngưng tụ thành một thanh ý kiếm, xuất hiện trong tay Phục Võ. Đáy mắt Phục Võ lóe lên một tia sắc lạnh, thân hình thoáng động, hóa thành một luồng kiếm quang bắn ra xa. Rầm. Quy Du Kỳ,
người cầm đầu đám cường giả đã bị một kiếm này của cô ấy bức lùi gần nghìn trượng, nhưng ngay sau đó, hơn chục luồng sức mạnh khủng bố đã bao phủ Phục Võ trong nháy mắt. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ nát, Phục Võ bị đẩy lùi cả vạn trượng. Đám cường giả bên phía Cổ Hưu không tiếp tục tấn công cô ấy mà phóng thẳng lên cao, lao về phía vòng xoáy thời không quang âm nọ, đối với bọn họ, tiến vào thời không của nền văn minh vũ trụ kia để giải quyết Diệp Quân xong, nữ kiếm tu này bọn họ có thể tùy tay bóp chết, bởi dẫu sao, nữ kiếm tu của thời không vũ trụ kia nhất định không thể có thực lực hùng mạnh như nữ kiếm tu hiện ở nơi này. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh bỗng ngân vang giữa đất trời, ngay sau đó, Phục Võ lại xuất hiện trước mặt họ. Thấy thế, Cổ Hưu tức thì trầm mặt, giây tiếp theo, ông ta chỉ huy đám cường giả lao về phía Phục Võ, từng luồng hơi thở đáng sợ trong không trung cuốn phăng mọi thứ cản đường, đất trời từng chút tan biến. Cách đó không xa, Quy Du Kỳ bị một kiếm của Phục Võ ép lùi lại đang ngoảnh đầu nhìn sang tay phải mình, trên tay phải gã có một vết kiếm sâu, sắc mặt ông ta trở nên trầm trọng chưa từng thấy. Quy Du Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Phục Võ, đáy mắt lóe một tia sát ý. Tuy cảnh giới của nữ kiếm tu này không bằng bản thể của ông ta nhưng tiềm lực thật quá kinh khủng, nếu cho người này thêm thời gian trưởng thành, chỉ sợ trong vũ trụ văn minh cấp 6 cũng khó kiếm được đối thủ. Nghĩ tới đó, thân mình ông ta thoáng di động, lao thẳng về phía Phục Võ. Xa xa, đối mặt với thế tiến công của nhóm cường giả bên Cổ Hưu, Phục Võ không lùi mà tiếp tục tiến tới, một luồng kiếm quang vạn trượng từ đất bằng vọt lên. Nhưng chỉ tích tắc sau, kiếm quang vỡ nát, lần thứ hai cô ấy lại bị đánh bay. Lần này, Phục Võ bị đẩy lui mấy vạn trượng, vừa dừng lại được thì khóe miệng đã trào máu tươi, cùng lúc đó, vô số luồng sức mạnh hùng hậu thẳng tiến về phía cô ấy. Phục Võ siết chặt ý kiếm trong tay, toàn thân hóa thành một luồng kiếm quang, dũng mãnh nhào lên. Rầm. Kiếm quang lại một lần nữa nát vụn, Phục Võ lại bị đánh bay ra ngoài, lần này vừa dừng chân được thì cả thân thể lẫn linh hồn cô ấy đồng thời bùng cháy, trong tích tắc, hơi thở ý chí kiếm đạo của cô ấy đã điên cuồng tăng vọt, nhưng cũng vào lúc này, lại có vô số luồng sức mạnh vô cùng cường hãn ập về phía cô ấy. Phục Võ gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Kiếm quang dũng mãnh như thác. Quy Du Kỳ cùng đám cường giả phía ông ta đều bị một kiếm này đẩy lui, nhưng đồng thời, Phục Võ cũng bị chém bay ra sau. Có điều, vừa rồi cả Cổ Hưu lẫn Quy Du Kỳ đều không có cơ hội ra tay, hai người quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thời biến mất. Xa xa, Phục Võ bị đánh bay ngược ra đã dừng lại được, thời không sau lưng cô ấy chợt nứt mở, một người đàn ông từ vết nứt vọt ra. Đó là Cổ Hưu. Nhưng là bản thể. Bản thể của Cổ Hưu vừa xuất hiện liền vung một quyền đánh bay Phục Võ. Phục Võ còn chưa đặt chân xuống đất. Thời không sau lưng lại một lần nữa nứt ra, giây tiếp theo, bản thể của Quy Du Kỳ cũng xách trường thương lao ra, đồng tử của Phục Võ co rút lại, vội xoay người, chém ra một kiếm. Ý kiếm của Phục Võ vừa tiếp xúc với trường thương của Quy Du Kỳ đã kịch liệt quấn chặt lấy, ngay lúc này, một bóng người đã vọt tới sau lưng cô ấy. Rầm. Một hơi thở hùng hồn đến đáng sợ tấn công thẳng tới lưng Phục Võ. Quy Du Kỳ dồn sức xoay mạnh. Trường thương chấn vỡ ý kiếm của Phục Võ, xuyên qua bụng cô ấy, ghim chặt cô ấy lại. Thân thể và linh hồn Phục Võ nhanh chóng tan biến. Nhưng giây lát sau, cả Quy Du Kỳ và Cổ Hưu đều biến sắc, bởi vì trong cơ thể Phục Võ đang có một hơi thở mang tính hủy diệt bộc phát ra ngoài, hai người vội vã lùi lại cực nhanh. Những vị cường giả của các nền văn minh cũng biến sắc, dồn hết tốc lực lùi lại. Tự phát nổ. Phục Võ này muốn chọn cách tự phát nổ. Một người mạnh như vậy chọn tự phát nổ, ngay cả bản thể của Quy Du Kỳ và Cổ Hưu cũng không dám coi thường sức công phá đó. Phục Võ chậm rãi ngẩng đầu, ngoái nhìn một lần cuối về phía vòng xoáy thời không quang âm, khẽ nói tự bảo trọng nhé. Dứt lời, cô ấy nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, chuẩn bị kích nổ bản thân. Nhưng đúng vào thời khắc này, một bàn tay nõn nà như ngọc đột nhiên đặt lên vai cô ấy, nhẹ nhàng ấn một cái, trong nháy mắt, luồng sức mạnh đáng sợ trong cơ thể Phục Võ đã yên tĩnh lại, sau đó, một giọng nói vang lên giữa không trung, cô nương, không cần phải làm thế. Nhà họ Dương, còn có người mà. Nhà họ Dương còn có người.
Sau khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ phía sau Phục Võ. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy dài xanh lam, mái tóc đen xõa xuống, ánh mắt dịu dàng như nước, môi nở một nụ cười bình thản. Nhìn thấy người đến, ánh mắt chủ nhân bút đại đạo trên bầu trời lóe lên vẻ ngạc nhiên, ông ta không ngờ người phụ nữ này lại đến. Phục Võ quay đầu hơi ngờ vực nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ mỉm cười, dịu giọng nói, ta là cô của nó. Cô Phục Võ nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy kinh ngạc, vì vừa rồi đối phương chỉ trấn áp nhẹ vậy thôi mà sức mạnh đáng sợ trong người cô ấy đã lắng xuống. Cực kỳ mạnh. Lúc này, các cường giả nền văn minh cách đó không xa cũng đang nhìn chằm chằm người phụ nữ này, trong mắt hai thủ lĩnh Cổ Hưu và Quy Du Kỳ cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, vì người phụ nữ đứng trước mặt họ quá mức bình thường. Có hai khả năng, một là đối phương bình thường thật, hai là họ không thể cảm nhận được thực lực thật của đối phương. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân bút đại đạo, mỉm cười nói, chủ nhân bút đại đạo, đã lâu không gặp. Chủ nhân bút đại đạo cũng cười nói, Thanh Khư cô nương, đã lâu không gặp. Trong các thiên mệnh, ông ta có thiện cảm nhất với bản thể thiên mệnh trước mặt này, vì người này là người bình thường nhất. Người không bình thường nhất dĩ nhiên là người tên là Diệp Thanh Thanh đó. Chưa từng thấy ai lầy lội như vậy. Ông ta mà nhìn thấy bà ấy thì lập tức xoay người bỏ chạy. Thanh Khưu cười nói, lần này tên đó muốn phá kén trùng sinh nên ta cũng không tiện ra tay, nhưng số phận của cô nương này thay đổi vì nó, nếu để cô nương này chết ở đây thì chúng ta có lỗi với người ta quá. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy bây giờ ngươi định thế nào? Thanh Khưu nhìn Phục Võ trước mặt, mỉm cười nói, cô đi theo ta đi. Phục Võ quay đầu lại nhìn lốc xoáy quang âm đó, sau đó lắc đầu. Thanh Khưu cười nói, đừng lo lắng cho nó, lần này nó tự có thử thách của mình, để nó tự mình rèn luyện cũng tốt. Phục Võ vẫn hơi do dự. Thanh Khưu đang định nói gì nữa, lúc này Cổ Hưu cách đó không xa bỗng cười nhạo, đi. Người nghĩ người muốn đi là có thể đi à? Thanh Khưu nhìn ông ta, chỉ giơ ngón tay lên. Vèo. Ngay lập tức, mấy chục vạn cường giả nền văn minh vũ trụ cấp 6 còn chưa phản ứng thì đầu đã văng ra xa. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả bầu trời. Đầu óc Cổ Hưu và Quy Du Kỳ trống rỗng. Lúc này Kỳ Chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn cũng hóa đá như bức tượng gỗ. Hàng chục vạn cường giả đỉnh cấp vũ trụ đa nguyên cứ thế bị giết trong tích tắc. Lúc này Kỳ Chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn như phát điên. Sợ hãi. Cảm giác sợ hãi lan tràn ra từ tận đáy lòng hai người, vì người phụ nữ trước mặt này lại dễ dàng giết chết cả mấy chục vạn cường giả trong tích tắc. Phục Võ quay đầu nhìn Thanh Khưu, trong mắt cô ấy không có gì gọi là ngạc nhiên sợ hãi, chỉ có vẻ nóng bỏng. Thanh Khưu nhìn Cổ Hưu và Quy Du Kỳ, mỉm cười, nếu ta muốn đi, ai trên thế gian này có thể ngăn được ta? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Thanh Khưu, không nói gì. Lúc này đa nguyên đạo đế bỗng bật cười, không ngờ nền văn minh vũ trụ cấp 6 này lại ẩn giấu nhân tài, quả thật khiến ta rất bất ngờ. Thanh Khưu cũng chẳng thèm nhìn ông ta, kéo Phục Võ xoay người rời đi. Chủ nhân bút đại đạo ở một bên vội nói với đa nguyên đạo đế, họ sắp đi rồi, người đánh bà ấy đi. Đa nguyên đạo đế nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó quay đầu nhìn Thanh Khưu và Phục Võ ở cách đó không xa, tay phải ông ta chỉ về phía trước. Thời không chỗ Thanh Khưu và Phục Võ lập tức chấn động, sau đó quang âm nghịch lưu, tất cả đạo tác và pháp tác ở đây đều bị xóa sổ. Thế nhưng Thanh Khưu và Phục Võ lại không hề hấn gì. Thấy thế, đa nguyên đạo đế nhíu mày. Cứ thế Thanh Khưu dẫn Phục Võ quang minh chính đạo bước ra từ khu vực thời không quang âm nghịch lưu, sau đó biến mất. Lúc này ánh mắt đa nguyên đạo đế hiện lên vẻ nghiêm trọng và ngờ vực. Tại sao nền văn minh vũ trụ ở thế giới này lại xuất hiện cường giả cấp bậc này? Dĩ nhiên ông ta không để trong lòng, giết chết mấy chục vạn cường giả nền văn minh vũ trụ cấp 6 chỉ là chuyện nhỏ với ông ta. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, hình như ngươi không được rồi. Đa nguyên đạo đế quay đầu lại, vung tay lên, sức mạnh quang âm đáng sợ lao về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, sao ngươi lại vội vàng thế? Nói rồi ông ta giơ tay lên tung ra một quyền. Hai sức mạnh đáng sợ tụ lại một chỗ,
tinh không vô tận xung quanh lập tức bị hủy diệt. Chủ nhân bút đại đạo vung tay áo, từng sức mạnh quang âm đáng sợ xung quanh bị phá vỡ, ông ta nhìn đa nguyên đạo đế cách đó không xa cười nói, còn muốn đánh nữa không? Đa nguyên đạo đế cười nói, đánh, tại sao lại không? Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, người đang kéo dài thời gian. Đa nguyên đạo đế bật cười. Chủ nhân bút đại đạo nhìn đa nguyên đạo đế, như nghĩ đến điều gì, ông ta bỗng quay đầu nhìn vào lốc xoáy quang âm, một lúc sau vẻ mặt của ông ta dần trở nên nghiêm trọng, người thế mà lại điều động đám người đó. Đa nguyên đạo đế cong môi, phát hiện rồi sao? Chủ nhân bút đại đạo im lặng không nói. Thấy chủ nhân bút đại đạo im lặng không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng, kỳ chủ và phản diêm La Thiên Tôn vẫn chưa hoàn hồn ở đằng xa thở phào. Mặc dù thế lực đằng sau Diệp công tử này rất mạnh nhưng hiện giờ đa nguyên đạo đế là người không sợ gì, ngược lại vẫn luôn bình tĩnh, ung dung như thế. Tại sao? Vì ông ta tự tin. Bởi vì tự tin, mặc dù lần này tất cả cường giả hàng đầu của nền văn minh quy giả và nền văn minh vệ giả bị giết chết gần hết, nhưng với họ, nếu có thể dựa vào đa nguyên đạo đế thì mọi chuyện đều đáng giá. Dĩ nhiên bây giờ họ cũng chỉ có thể dựa vào đa nguyên đạo đế. Cũng may bây giờ vẫn chưa phân định thắng bại, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Trong một không nào đó, Diệp Quân ngồi khoanh chân dưới đất, quanh người toát ra khí tức kiếm ý cực mạnh, kiếm thanh nguyên ở trong cơ thể hắn, lúc này sức mạnh quang âm trong người hắn đã ngày càng ít, trí nhớ cũng dần hồi phục. Bây giờ hắn muốn loại bỏ hết sức mạnh quang âm trong người để ký ức của mình khôi phục, hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên trong người Diệp Quân, đây là đâu? Diệp Quân mở mắt ra, hơi kích động nói, ngươi là ai? Giọng nói đó im lặng một lúc, nói, mẹ nó, ta là tháp gia của ngươi, ta là ai ư? Diệp Quân nhíu mày, tháp gia, là sao? Tiểu tháp. Diệp Quân sầm mặt, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu tháp nói, có phải ngươi bị đánh đến ngốc rồi không? Diệp Quân. Tiểu tháp định nói gì thì lúc này thời không trên đỉnh đầu Diệp Quân bỗng rung lên, ngay sau đó một dấu ấn bí ẩn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thấy thế Diệp Quân đổi sắc. Đạo tắc quang âm. Diệp Quân rất khó hiểu, mình chưa ra tay mà sao đạo tắc quang âm này lại xuất hiện. Ngay lúc này thời không cách trước mặt hắn không xa rung chuyển, sau đó một cường giả mặc thần giáp bước ra. Khi người đó bước ra, thời không xung quanh bỗng lan từng tầng ra xung quanh, sau đó khu vực y và Diệp Quân đang đứng biến thành một không gian vô cùng kỳ quái. Xung quanh không gian này được bao quanh bởi những gợn sóng màu vàng kỳ lạ, những gợn sóng vàng này phong ấn y và Diệp Quân như một cái lồng. Sắc mặt Diệp Quân sa sầm, rốt cuộc tên này từ đâu đến vậy? Cường giả thần giáp bỗng xòe tay phải ra, sau đó cách không trung nhẹ nhàng tóm lấy Diệp Quân. Thoáng chốc vô số sức mạnh quang âm xuất hiện trong khu vực thời không chỗ Diệp Quân. Không còn cách nào khác, Diệp Quân lao đến trước, biến thành tia kiếm quang chém về phía cường giả thần giáp đó. Cường giả thần giáp tung ra một quyền. Vèo. Nhát kiếm của Diệp Quân bị ép dừng lại, ngay lúc này vô số sức mạnh quang âm tràn vào cơ thể hắn như thủy triều, thoáng chốc cả người hắn run lên. Sức mạnh quang âm xâm lấn. Cơn đau thấu tim lại xuất hiện, Diệp Quân chịu đựng cơn đau, sau đó lấy kiếm thanh nguyên ra chém một nhát xuống. Vèo. Sau khi một tia kiếm quang bùng nổ, cường giả thần giáp bị văng ra xa, Diệp Quân lắc mình, lại chém một nhát nữa về phía cường giả thần giáp. Trước tiên hắn phải giải quyết cường giả thần giáp này, vì sức mạnh quang âm đã tiến vào trong cơ thể hắn, hắn không thể cầm cự được lâu, nhưng cường giả thần giáp lại không cố chấp đỡ nhát kiếm này của hắn, mà lại quay về sau lùi ra ngoài. Nhưng nhát kiếm này của Diệp Quân cũng xé toạc lồng giam đó, thấy thế ánh mắt cường giả thần giáp hiện lên vẻ kinh ngạc, y không ngờ Diệp Quân có thể phá vỡ trận pháp quang âm của y, trong lúc y suy nghĩ, Diệp Quân đã lao đến trước mặt y. Cường giả thần giáp xòe tay ra, một chiếc khiên thần màu vàng bỗng chặn trước mặt y, thế nhưng sau khi Diệp Quân chém một nhát, chiếc khiên thần lập tức vỡ tan, sức mạnh cực lớn khiến cường giả áo giáp vàng văng ra xa. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân trở nên vô cùng đau đớn, không những thế, ký ức và thần thức của hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vì kiếm thanh nguyên không áp chế trong cơ thể hắn.
Cường giả áo giáp vàng ở đằng xa nhìn kiếm trong tay Diệp Quân cách đó không xa, cực kỳ ngạc nhiên. Ngay khi Diệp Quân chuẩn bị ra đòn lần nữa, thời không xung quanh bỗng nứt ra, sau đó 6 cường giả mặc áo giáp vàng khác chậm rãi bước ra, người đi đầu còn cầm một cây mâu vàng trong tay, gã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói lời nào đã gõ nhẹ vào cây mâu dài trong tay. Thời gian xung quanh bỗng trở nên chậm lại. Sắc mặt Diệp Quân cách đó không xa trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn tưởng chỉ có một người, không ngờ lại thêm 6 người. Thế này thì đánh quái gì? Diệp Quân cảm thấy cơ thể mình biến mất từng chút, đó là cảm giác bị tiêu diệt. Diệp Quân trầm giọng nói, cái tên trong người ta đó, người có cách nào cứu ta không? Tiểu Tháp nói, ta là tháp gia của ngươi. Tháp gia? Diệp Quân nói, được, tháp gia, người có cách cứu mạng không? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, không có. Diệp Quân nổi giận, chết tiệt. Tiểu Tháp, cảm thấy cơ thể và thần hồn của mình đang dần biến mất, sắc mặt Diệp Quân hiện lên vẻ hung hãn, đang muốn liều mạng thì lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, dùng thanh kiếm của ngươi để dịch chuyển đi, thanh kiếm đó có chức năng dịch chuyển tức thời. Diệp Quân nói, dịch chuyển đến đâu? Tiểu Tháp vô thức nói, dịch chuyển đến nơi người nghĩ là an toàn. Diệp Quân nhắm mắt lại, một lúc sau hắn sử dụng kiếm thanh huyên trong tay, thoáng chốc hắn biến thành tia kiếm quang biến mất khỏi đó. Các cường giả áo giáp vàng đứng đối diện hắn đều hơi ngạc nhiên, cường giả đứng đầu nhíu chặt mày, thế mà hắn lại có thể thuận lợi sử dụng thời không quang âm, sao có thể, đi. Nói rồi gã dẫn các cường giả khác biến mất khỏi đó. Ở một nơi nào đó. Diệp Quân chỉ cảm thấy cơ thể mình như sắp bị xé nát, thần hồn và thân xác mình đều bị sức mạnh quang âm ăn mòn, thế nên lúc này hắn cảm thấy sống không bằng chết, ước gì mình có thể ngất đi ngay lập tức. Cũng may không kéo dài quá lâu, hắn cảm thấy mình đập mạnh xuống đất. Hắn lắc đầu thật mạnh, sau đó ngẩng đầu lên, một người phụ nữ áo trắng đứng cách trước mặt hắn không xa. Nhìn thấy người phụ nữ áo trắng, Diệp Quân hơi ngờ vực vì hắn không nhớ người phụ nữ này là ai. Nhưng không sao vì hắn cảm thấy rất an toàn nên ngã xuống rồi bất tỉnh. Lúc này Tiểu Tháp run giọng nói, Tịnh Tông Chủ. Lúc này nó như sắp điên rồi. Mẹ nó chứ. Sao ngươi lại dịch chuyển đến đây? Lúc này thời không cách đó không xa bỗng nứt lìa, sau đó 7 cường giả bí ẩn áo giáp vàng bước ra, ánh mắt nhìn sang Tịnh Tông Chủ. Người đàn ông dẫn đầu nhíu mày, còn có đồng bọn à? Lúc này Tiểu Tháp có ý nghĩ muốn chết. Vì nó không ngờ tên khốn nạn này lại dịch chuyển đến chỗ của Tịnh Tông Chủ. Nghĩ sao thế hả? Tên này thế mà cho rằng đến nơi này an toàn ư. Xong đời rồi. Tịnh Tông Chủ nhìn Diệp Quân đã ngất lịm, mặt không cảm xúc. Lúc này 7 cường giả áo giáp vàng ở đằng xa nhìn chằm chằm Tịnh Tông Chủ, cường giả đi đầu nhíu mày, vì gã không nhìn thấu được người phụ nữ này. Dĩ nhiên điều này không quan trọng là hai người này là một bọn. Gã vung tay lên, khu vực chỗ cô ta và Diệp Quân trở nên mờ ảo, gã đang muốn tiêu diệt Diệp Quân và Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ cứ thế nhìn thống lĩnh áo giáp vàng đó, cũng không ra tay, mặc dù khu vực thời không chỗ cô ta và Diệp Quân đã bị phá nát hoàn toàn nhưng cô ta và Diệp Quân vẫn không hề hấn gì. Thấy thế, ánh mắt thống lĩnh áo giáp vàng lóe lên tia ngờ vực. Gã nhìn chằm chằm Tịnh Tông Chủ một chốc rồi vung tay lên, một cường giả giáp vàng bên cạnh gã biến thành tia kiếm quang lao đến chỗ Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ bình tĩnh nói, giết. Cường giả giáp vàng lao về phía cô ta lập tức bị một luồng sức mạnh đáng sợ chấn áp, sau đó bị xóa sổ như thể chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt thống lĩnh áo giáp vàng đó hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tịnh Tông Chủ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gã. Thống lĩnh áo giáp vàng giật mình, tay phải gã siết chặt cây thương dài, từng luồng khí tức đáng sợ trào ra từ trong người gã, cây thương trong tay gã rung lên dữ dội, sau đó gã nhảy lên đâm mạnh một nhát vào Tịnh Tông Chủ, hàng vạn ngàn sức mạnh quang âm lao ra. Gã quyết định ra tay trước. Tịnh Tông Chủ nhìn gã, ánh mắt vẫn bình tĩnh, định. Thống lĩnh áo giáp vàng đã xông đến trước mặt Tịnh Tông Chủ lập tức dừng lại. Vô số sức mạnh quang âm toát ra quanh người gã bị ngăn lại tại đó. Đồng tử thống lĩnh áo giáp vàng co rụt, cảm thấy hoảng sợ.
Lúc này gã mới nhận ra người trước mặt đáng sợ thế nào, chỉ là gã hơi khó hiểu tại sao vũ trụ nền văn minh cấp thấp này lại có một người mạnh như thế. Ngay cả sức mạnh quang âm mà cũng có thể trấn áp. Ngay lúc nhìn thấy thống lĩnh áo giáp vàng này bị trấn áp, các cường giả bên cạnh gã đều hoảng sợ, một cường giả trong đó quyết định sử dụng lá bùa màu vàng, một ngọn lửa bốc cháy, lập tức biến mất trong đường hầm quang âm. Tịnh Tông chủ nhìn sáu cường giả đó chết đi. Sáu cường giả bị tiêu diệt trong phút chốc như thể chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử thống lĩnh áo giáp dẫn đầu đó lập tức có thành hình mũi kim, lúc này gã cảm thấy cực kỳ chấn động, đồng thời gã lại cảm thấy khó hiểu, tại sao vũ trụ nền văn minh cấp thấp này lại có cường giả đáng sợ như thế. Lúc này Tịnh Tông chủ nhìn gã, thấy thế thống lĩnh áo giáp vàng sợ hãi nói, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người chấp pháp của Điện Quang Âm Đạo, bảo vệ trật tự quang âm. Giết! Tịnh Tông chủ vừa dứt lời, thống lĩnh đó lập tức bị tiêu diệt, chẳng có cơ hội phản kháng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Tịnh Tông chủ nhìn Diệp Quân nằm dưới đất, ánh mắt bình tĩnh như nước. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân mở mắt ra, lúc nhìn thấy trời xanh mây trắng, hắn thở phào. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Như nghĩ đến điều gì, hắn vội ngồi lên, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn đến thị trấn nhỏ cách đó không xa. Diệp Quân ngờ vực hỏi, tháp, đây là đâu? Tiểu tháp lớn giọng nói, tháp gia, ta là tháp gia của ngươi. Diệp Quân. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi vẫn chưa khôi phục trí nhớ à? Diệp Quân gật đầu, còn hơi mơ hồ. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, sức mạnh quang âm đó đúng là rất mạnh. Không phải là sức mạnh của nền văn minh vũ trụ cấp 6. Diệp Quân lắc đầu, cảm giác nặng nề đã bớt đi kha khá, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn thị trấn cổ phía xa, tháp ra, nơi này là. Tiểu tháp đang định lên tiếng, lúc này một người phụ nữ bỗng bước ra từ trong thị trấn cách đó không xa, người phụ nữ mặc áo bào trắng, không nhiễm bụi trần, ánh mắt cô ta rất bình tĩnh, cô ta chậm rãi đi về phía Diệp Quân, khí thế vô hình bao phủ xung quanh. Nhìn thấy người phụ nữ áo bào trắng có khí thế mạnh đến vậy, Diệp Quân hơi ngờ vực, vì hắn nhận ra hắn khá quen thuộc với người phụ nữ này, nhưng cụ thể thế nào thì không nhớ. Nhưng có thể chắc chắn là người phụ nữ trước mặt này có quan hệ với hắn, hơn nữa có lẽ quan hệ còn rất tốt, nếu không đối phương sẽ không đối phó với mấy cường giả áo giáp vàng bí ẩn đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quân đi về phía người phụ nữ, thầm nói, tháp gia, cô nương này tên gì? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, vợ ngươi. Diệp Quân sửng sốt. Vợ mình, đây là vợ mình. Diệp Quân cảm thấy khó tin, vợ mình lại mạnh đến thế à? Hắn không nghi ngờ gì những lời vị tháp gia này nói, vì hắn nghĩ có lẽ tháp gia sẽ không đùa. Diệp Quân cẩn thận đánh giá Tịnh Tông chủ, hắn mỉm cười, phải nói là trước đây mắt nhìn của hắn tốt thật, cho dù là dung mạo hay vóc dáng, cô nương trước mặt này cũng là người đẹp hiếm thấy. Khí thế mạnh một chút nhưng không ảnh hưởng gì, hắn có thể chấp nhận. Trong lúc hắn còn đang suy tư, Tịnh Tông chủ đã đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười rồi nắm lấy tay Tịnh Tông chủ theo bản năng, vợ. Ngay lúc nói ra câu này, hắn giật mình, vội dừng lại vì hắn thấy có gì đó không đúng, người phụ nữ trước mặt này rất lạnh nhạt với hắn, không hề giống ánh mắt khi thê tử nhìn tướng công. Mẹ nó chứ! Sắc mặt Diệp Quân xa sầm, bị cái thứ tên tháp gia này lừa rồi. Lúc thấy động tác của Diệp Quân và nghe hắn gọi vợ, ánh mắt Tịnh Tông chủ vẫn rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quân lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống hệt như bỗng chốc rơi vào hầm băng, cơn lạnh thấu xương lan ra toàn thân. Diệp Quân biến sắc. Hắn vội buông tay Tịnh Tông chủ ra, đang định giải thích thì Tịnh Tông chủ bỗng vung nhẹ tay lên, thoáng chốc sức mạnh quang âm còn sót lại trong người Diệp Quân bị loại bỏ hết sạch. Cùng lúc đó, rất nhiều ký ức lập tức hiện lên trong đầu hắn, Diệp Quân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn mới dần trở lại như cũ. Hồi phục trí nhớ. Sau khi hồi phục trí nhớ, Diệp Quân toát mồ hôi lạnh, run giọng nói, tháp gia, người điên rồi sao? Vợ. Cả người Diệp Quân như tê cả lại. Mẹ nó chứ tháp gia muốn bẫy chết hắn. Quả thật là đáng chết. Tháp gia muốn gài bẫy chết mình, sau đó thừa kế di sản của mình sao? Thấy tháp gia không trả lời. Diệp Quân sầm mặt, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng đi đối phó với tháp gia,
hắn nhìn Tịnh Tông chủ trước mặt, hắn đó dự một chốc rồi nói, thật xin lỗi, trước đó ta bị mất trí nhớ, không phải cố ý mạo phạm cô. Hắn vẫn khá sợ người phụ nữ trước mặt này, người này rất hung dữ. Tịnh Tông chủ bỗng xoay người đi, Diệp Quân biến sắc, hắn chỉ cảm thấy mình như bị hoa mắt, thân xác và thần hồn bỗng trở nên đau đớn, hắn đang dịch chuyển xuyên qua, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy mình dừng lại. Diệp Quân thầm thở phào, hắn nhìn xung quanh, nhíu mày. Vũ trụ Quan Huyên. Lúc này hắn lại quay về Vũ trụ Quan Huyên, hơn nữa còn ở thành Quan Huyên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Tịnh Tông chủ bên cạnh, mặt đầy vẻ khó hiểu, Tịnh Tông chủ đưa mình về thành Quan Huyên làm gì? Tịnh Tông chủ không giải thích gì nhiều, cô ta nhìn đằng xa, thấy quen không? Diệp Quân nhìn cách đó không xa, rất nhanh hắn nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn đến điện Quan Huyên vệ. Diệp Quân vẫn hơi nghi ngờ, ngay lúc này một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của hắn, người đàn ông này chính là Phương Ngự. Diệp Quân quay đầu nhìn Tịnh Tông chủ, khó hiểu hỏi, Tịnh Tông chủ, đây là... Tịnh Tông chủ bình tĩnh nói, người nghĩ thế giới này trở nên tốt đẹp hơn sao? Diệp Quân nhíu mày. Tịnh Tông chủ lại nói, người nhìn đi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nhìn Phương Ngự trong điện Quan Huyên vệ. Trong đại điện, Phương Ngự đứng chính giữa đại điện, phía trước gã là một ông lão mặc áo bào Quan Huyên vệ khá rộng, cả người thẳng tắp, nở nụ cười dịu dàng. Người này tên là Cam Tiếu, chính là trưởng lão ngoại vệ của Quan Huyên vệ bây giờ, nắm quyền quản lý cả ngoại vệ của Quan Huyên vệ. Cam Tiếu bỗng nói, người đâu? Ông ta vừa dứt lời, một ông lão chậm rãi bước vào, trong tay ông ta cầm một cái khay, trên đó có một bộ áo bào cầm Quan Huyên vệ màu đen và một thẻ gỗ. Ông lão bước đến trước mặt Phương Ngự, hơi cúi người xuống cũng kính nói, Phương công tử. Phương Ngự hơi ngạc nhiên, gã nhìn Cam Tiếu, Cam trưởng lão, đây là... Cam Tiếu mỉm cười nói, Phương công tử, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là nhất thống lĩnh ngoại vệ ở Quan Huyên vệ, chúc mừng. Nhất thống lĩnh. Nghe Cam Tiếu nói thế, sắc mặt Phương Ngự thay đổi, ngoại vệ ở Quan Huyên vệ có 9 vị thống lĩnh, trong số đó nhất thống lĩnh có thực quyền lớn nhất, có thể quản thúc 8 vị thống lĩnh bên dưới, có thể nói nhất thống lĩnh tương đương với phó trưởng lão ngoại vệ, quan trọng nhất là có thể trở thành nhất thống lĩnh tức là chắc chắn sẽ là trưởng lão ngoại vệ đời tiếp theo. Thực quyền của trưởng lão ngoại vệ lớn thế nào? Đây là trưởng lão ngoại vệ thành Quan Huyên, có thể nói là một câu nói có thể dễ dàng hủy diệt một thế gia tông môn cấp trung, bao gồm cả nhà họ Phương trước kia của gã. Phương Ngự ngạc nhiên nhìn Cam Tiếu trước mặt, Cam trưởng lão, đây. Cam Tiếu nhìn Phương Ngự, cười nói, tuổi trẻ tài cao quả là không sai, thảo nào viện trưởng xem trọng ngươi đến thế, à phải rồi, xét thấy nhà họ Phương ở Ung Châu xa nơi này. Bọn ta đã xin phép thư viện để nhà họ Phương rời cả nhà đến thành Quan Huyên, đã chọn xong nhà, ở bên cạnh gia tộc Nam Ly, đến lúc đó ngươi viết một lá thư bảo cả gia tộc họ Phương đến đây là được. Còn nữa, Tổng viện thư viện đã dặn dò, năm nay có 3 người nhà họ Phương được tuyển thẳng, còn để ai trong nhà họ Phương ngươi lên thì do ngươi quyết định. Ngươi yên tâm, bên trên sẽ sắp xếp hợp tình hợp lý, sẽ không để ai nắm thóp được, ngươi cũng biết gần đây rất nghiêm. Nghe Cam Tiếu nói vậy, Tịnh Tông chủ quay đầu lại nhìn Diệp Quân, ánh mắt Diệp Quân vẫn bình tĩnh, không nói gì, hắn đã mơ hồ hiểu được ý đồ của Tịnh Tông chủ. Bên trong điện, Phương Ngự vẫn bình tĩnh, đương nhiên gã hiểu rõ tại sao lại như thế. Viện trưởng. Nghĩ đến đây, đôi mắt gã hiện lên vẻ vô cùng phức tạp. Khi Cam Tiếu nhìn Phương Ngự trước mặt, trong lòng ông ta cũng hơi bùi ngùi. Thanh niên trẻ trước mặt này gia nhập ngoại vệ Quan Huyên chỉ chưa đầy nửa tháng đã từ một quân lính nhỏ bé trở thành nhất thống lĩnh, có thể nói là nhanh nhất kể từ khi thư viện Quan Huyên vệ được thành lập đến nay, nhanh đến mức khiến người ta phẫn nộ. Phải biết rằng, sau khi Cam Tiếu gia nhập Quan Huyên vệ, ông ta phải mất trọn 10 năm để leo từ cấp thấp nhất lên vị trí nhất thống lĩnh này. Mà thanh niên này chỉ dùng chưa tới nửa tháng, vả lại, chẳng bao lâu nữa. Chắc hẳn ông ta sẽ bị chuyển đi để nhường chỗ lại cho gã. Đáng sợ nhất là gia tộc của thanh niên này, phải biết rằng một gia tộc ở nơi nhỏ bé như Ung Châu, nếu muốn vào được thành Quan Huyên và có chỗ đứng ở đó thì cần phải có mười mấy thế hệ cùng nhau phấn đấu, hơn nữa còn chưa chắc có thể làm được, trừ khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân hoặc xuất hiện thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế.
Thế mà thanh niên này chỉ cần trò chuyện và uống rượu cùng viện trưởng một ngày, nhà họ Phương đã có thể lên như diều gặp gió. Hơn nữa, đây có thể chỉ là bắt đầu. Đã là người được viện trưởng coi trọng, cho dù ông ta không cố ý sắp xếp đi nữa thì những người ở bên dưới sao có thể không biết điều chứ? Một người mới toanh vừa được bổ nhiệm sẽ từ từ được nâng cao. Sau khi Cam Tiếu rời khỏi chính điện, một ông lão ở phía xa từ từ đi tới, trên ngực trái của ông lão ấy có chữ Tiên. Tiên Bảo Các. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Cam Tiếu, Hồng Quản sự. Hồng Quản sự. Tiên Bảo Các ở thành Quan Huyên có 12 quản sự, mỗi người trong 12 quản sự này đều có quyền thế ngút trời, bởi vì ở Tiên Bảo Các này, ngoại trừ các trưởng lão ra thì họ là những người có quyền lực nhất. Hồng quản sự ở trước mặt này là một trong 12 quản sự có quyền thế nhất, chỉ đứng sau Ngao Vân quản sự của tộc Thiên Long, bởi vì ông ta đã được Tần Phong đề bạt thăng chức. Tần Phong là người như thế nào chứ? Đó là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong các trưởng lão ở Tiên Bảo Các, còn có mối quan hệ không tầm thường với viện trưởng. Nhìn thấy Cam Thiếu, Hồng quản sự gật đầu, Cam trưởng lão, Phương công tử có ở đây không? Cam Thiếu cười nói, đang ở bên trong. Hồng quản sự mỉm cười nói, quay về rồi nói chuyện sau. Dứt lời, ông ta đi vào trong chính điện. Cam Tiếu nhìn tấm thiệp mời trong tay Hồng quản sự, ông ta im lặng một lúc rồi lắc đầu cười, nơi đáy mắt lóe lên vẻ phức tạp. Có rất nhiều người, phấn đấu cả đời, nỗ lực cả đời cũng không bằng một câu nói hay thậm chí chỉ là một ánh mắt của một vài người. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể thay đổi số phận của ngươi và cả gia đình của ngươi. Cam Thiếu lặng lẽ thở dài, đi về nơi xa. Tiếp theo, ông ta phải chuẩn bị về hưu rồi. Bởi vì đã cản trở con đường của người khác. Bên trong điện, Hồng quản sự đưa thiệp mời cho Phương Ngự, mỉm cười nói, Phương công tử, tối nay Tiên Bảo Các tổ chức tiệc, mong cậu nể mặt đến tham dự. Vừa nói ông ta vừa đưa thiệp mời cho Phương Ngự. Phương Ngự đột nhiên vừa mừng vừa lo. Gã biết chức quyền của Hồng quản sự ở trước mặt này khủng khiếp đến mức nào, ví dụ, chỉ cần một câu nói của Cam Thiếu đủ khiến nhà họ Phương sống không bằng chết, còn một câu nói của người ở trước mặt này cũng đủ khiến Cam Thiếu sống không bằng chết. Gã không ngờ đối phương sẽ đích thân gửi thiệp mời cho gã. Nhìn thấy Phương Ngự vừa mừng vừa lo, Hồng quản sự khẽ cười nói, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi, đến lúc đó, các thiếu niên thiên tài của thư viện và Tiên Bảo Các cũng sẽ đến. Các cậu có thể làm quen với nhau. Phương Ngự vội vàng nhận lấy thiệp mời, sau đó nói, nhất định sẽ đến đúng giờ. Hồng quản sự mỉm cười, quay người rời đi. Sau khi Hồng quản sự rời khỏi đó, Phương Ngự nhìn tấm thiệp mời trước mặt, đột nhiên gã cảm thấy không chân thực lắm, giống như đang nằm mơ. Gã cảm thấy nếu tất cả mọi người ở xung quanh đều tốt như vậy thì hay biết mấy, trên đời này không có người xấu mà chỉ có người tốt. Một lúc sau, gã bật cười, tốt quá đi. Đêm đến, Tiên Bảo Lâu. Tiên Bảo Lâu được xây dựng bởi Tiên Bảo Các, nằm trong khu trung tâm và phồn hoa nhất của thành Quan Huyên, toàn bộ tòa nhà có diện tích hàng ngàn mét vuông, bao gồm khu kinh doanh, đấu giá, tiệc tùng, dịch vụ và nhiều loại hình đa dạng khác, cực kỳ náo nhiệt. Lúc Phương Ngự đi đến cửa Tiên Bảo Lâu, một ông lão vội vàng chạy ra đón tiếp. Ông ta mỉm cười cung kính nói, chào Phương công tử, mời cậu đi theo ta. Phương Ngự gật đầu, làm phiền ông rồi. Nói xong, gã đi theo ông lão đi vào trong Tiên Bảo Lâu, đây là lần đầu tiên gã vào Tiên Bảo Lâu, mọi thứ ở bên trong được trang hoàng rất sang trọng khiến cho gã chấn động. Ông lão dẫn gã đến trước một trận pháp dịch chuyển, khi gã và ông lão đi vào trong trận pháp dịch chuyển, một luồng ánh sáng xanh lóe lên, hai người họ biến mất trong trận pháp dịch chuyển. Ở cách đó không xa, có người đột nhiên ngạc nhiên nói, người đó là ai vậy? Sao gã lại được sử dụng thông đạo tôn hưởng? Thông đạo tôn hưởng là trận pháp dịch chuyển do Tiên Bảo Lâu đặc biệt thiết kế độc nhất, chỉ có khách quý với thân phận tôn quý mới có tư cách ngồi vào trận pháp dịch chuyển này, người có tiền cũng không được, phải có quyền và thân phận cao quý mới được. Người không biết sao, gã là Phương Ngự, là người đã xưng huynh gọi đệ với viện trưởng. Trời à, thì ra là gã. Ngươi vẫn chưa biết hả? Nghe nói người nhà họ Phương đã được đưa đến thành Quan Huyên, hơn nữa, còn ở gần. Nhà họ Phương sắp lên mây rồi. Âu cũng là cái số rồi. Hai, giá như ta.
Nếu được uống một chầu rượu với viện trưởng thì tốt biết mấy. Không cần uống rượu đâu, chỉ cần viện trưởng vỗ vai ta và nói làm tốt lắm thanh niên trẻ thì ta đã có thể thăng quan tiến chức vùn vụt rồi, ha ha. Phương Ngự đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, một căn phòng rộng rãi chợt đập vào mắt gã, nơi tổ chức bữa tiệc rất rộng rãi, có thể chứa ít nhất mấy trăm ngàn người. Lúc này, đã có rất nhiều người tụ tập bên trong bữa tiệc, nam nữ đủ cả, đều là người trẻ tuổi. Ông lão dẫn Phương Ngự đi đến bàn tròn lớn số 1, khi nhìn thấy cảnh này, vô số nam nữ thanh niên lập tức nhìn về phía Phương Ngự. Bàn số 1. Có thể ngồi vào bàn đó tượng trưng cho điều gì? Là tượng trưng cho quyền lợi, tượng trưng cho thân phận. Hơn nữa, đó không phải là thân phận bình thường mà phải được tiên bảo các công nhận mới được. Ví như hiện giờ bàn số 1 đang có 4 người ngồi, 3 nam 1 nữ, 3 người đó lần lượt là đại diện cho thế hệ trẻ nhà họ Diệp ở Thanh Châu Diệp Trúc Tân, người đại diện của nhà họ An ở Thanh Châu An Nguyên Kính, người đại diện cho thế hệ trẻ của đế tộc Bất Tử Đông Lý Lăng và người đại diện cho thế hệ trẻ của cổ tộc là Cổ Thái Tử. Mặc dù quan hệ giữa nhà họ Diệp ở Thanh Châu và kiếm chủ nhân gian năm đó không được tốt, nhưng vì sau đó bọn họ đã cùng giúp đỡ viện trưởng nên viện trưởng vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Hơn nửa nhà họ Diệp còn có Diệp Vũ Kiếm Đế trấn giữ Tổng Viện Kiếm Tông, vì vậy, trong những năm gần đây, nhà họ Diệp ở Thanh Châu phát triển cực kỳ nhanh. Còn có tin đồn rằng Diệp Trúc Tân sắp đại diện cho Thanh Châu tham gia cuộc thi Vạn Châu. Nếu cô ấy có thể đại diện cho Thanh Châu giành hạng nhất thì nhà họ Diệp sẽ có thể tiến thêm một bước nữa. Mặc dù ban đầu nhà họ An ở Thanh Châu đối đầu với viện trưởng, nhưng sau đó, viện trưởng đã gỡ bỏ hình phạt của kiếm chủ nhân gian lên bọn họ, cộng thêm việc căn cơ của họ vẫn còn đó, điều quan trọng nhất là An Khinh Hàn của nhà họ An thật sự quá chói mắt. Một võ thần đời mới. Vừa là chủ tịch của võ viện, vừa có tình thầy trò với viện trưởng. Nhà họ An hôm nay hệt như mặt trời lúc ban trưa. Hơn nữa, nhà họ An không chỉ có An Khinh Hàn, trong thế hệ trẻ cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài, ngoại trừ An Nguyên Kính ra vẫn còn An Mộc Cẩn được xem là một người xuất sắc ở trong thế hệ trẻ, Tổng viện Thư viện và Kiếm Tông đều đã âm thầm quan sát, có thể nói rằng tương lai của nhà họ An rất rộng mở. Đế tộc Bất Tử thì không cần phải nói nhiều nữa, đây là mẫu tộc của kiếm chủ nhân gian. Được coi là họ hàng thuộc dòng chính của viện trưởng, mặc dù mấy năm gần đây không xuất hiện thiên tài yêu nghiệt nào nhưng địa vị và thân phận của họ vẫn còn sờ sờ ra đó. Cổ thái tử của cổ tộc không phải là một người tầm thường, phải biết rằng năm đó Tín công chúa của cổ tộc là người thân cận với kiếm chủ nhân gian nhất. Hơn nữa, sau khi viện trưởng mới được thăng chức đã giao cho cổ tộc những nhiệm vụ rất quan trọng. Tín công chúa và những gia tộc khác không giống nhau. Bà ấy nắm giữ quân quyền thuộc về các quan lớn chân chính ở biên cương. Mà lúc này, Phương Ngự lại bước đến bàn số 1, mọi người đều vô cùng kinh ngạc và tò mò, người này là ai? Vậy mà lại có thể ngồi ở bàn số 1. Không lâu sau đó mọi người đều biết được thân phận của Phương Ngự. Có thể đến được bữa tiệc này thì chắc chắn không phải là người tầm thường, truyền âm cho người khác đi điều tra một chút là rõ ngay. Phương Ngự. Bây giờ Phương Ngự đang rất nổi tiếng ở vũ trụ Quan Huyên, vụ việc ở nội các lần trước là do Phương Ngự mà ra. Uống rượu cùng viện trưởng, còn xưng huynh gọi đệ. Dĩ nhiên mọi người đều biết có thể là do viện trưởng nhất thời nổi hứng, nhưng không ai dám xem thường. Phải biết rằng người này có khả năng một bước lên mây, hơn nữa không ai dám chắc được quan hệ của gã với viện trưởng đã đạt đến mức độ nào. Tóm lại nịnh bợ là đúng. Mọi người đều hiểu đạo lý này. Thế là sau khi viện trưởng đi, địa vị của Phương Ngự và nhà họ Phương được tăng lên như tên lửa, hơn nữa còn một đường đột phá tiến lên. Sau khi ngồi xuống, Phương Ngự cũng khá lo lắng, vì ông lão đã giới thiệu thân phận của mấy người cùng bàn cho gã. Đều là thế gia đỉnh cấp. Đều là gia tộc giàu có hàng đầu. Nếu là trước đây, gã cũng chẳng có cơ hội nói với người ta một câu, nhưng bây giờ họ lại ngồi chung bàn. Hơn nữa đứng quanh liên tục có người mời rượu gã. Đừng nói là mấy người ngồi cùng bàn với gã, dù là mấy người đến mời rượu cũng từng là những người mà gã không với tới được, nhưng bây giờ mọi người đều đến mời rượu gã, muốn kết bạn với gã. Địa vị. Lần đầu gã cảm nhận được cảm giác sung sướng khi có địa vị. Một lúc sau, gã bắt đầu chủ động nói chuyện với những người mà trước kia gã không với tới bên cạnh, các thiên tài yêu nghiệt của các thế gia không từ chối gã.
đều nể mặt gã, nói chuyện với gã. Dần dần gã cũng cảm thấy yên tâm, bắt đầu hòa nhập vào trong vòng giao thiệp, các đệ tử thế gia tông môn xung quanh đều liên tục đến nói chuyện với gã, có ý nịnh nọt, không hề có ý che giấu. Nhìn các thế gia và đệ tử tông môn nịnh nọt mình xung quanh, lần đầu tiên gã nhận ra hóa ra sau khi có địa vị và quyền lợi lại tuyệt vời đến thế. Ban đêm, Phương Ngự quay về nơi ở của mình, chính là nơi bên trên cấp cho gã ở, cách vách là tộc Nam Ly và tộc Đông Lý. Có thể sống ở khu vực này đều là thế gia hàng đầu của Thư viện Quan Huyên. Quay lại nhà chính, gã nhận được một bức thư, là tộc trưởng nhà họ Phương gửi đến, nội dung trong thư là nhà họ Nhạc dục gã nhanh chóng chọn ngày về kết hôn. Trước kia gã đính hôn với một tiểu thư của nhà họ Nhạc, kết thông gia giữa các thế gia là chuyện hết sức bình thường, thật ra trước đó nhà họ Nhạc vẫn không đồng ý với hôn sự này lắm, vì nhà họ Nhạc là gia tộc đứng đầu ở Ung Châu, thực lực và thế lực hơn hẳn nhà họ Phương, có thể nói việc đính ước trước đó là nhà họ Phương trèo cao. Mấy năm nay nhà họ Nhạc cũng rất không hài lòng với gã, thậm chí nghe nói có ý hủy hôn, gã không ngờ bây giờ đối phương lại dục hôn, hơn nữa còn có vẻ rất gấp, như thể sợ gã hối hận. Phương Ngự nằm trên giường, mặc dù gã nhắm mắt lại nhưng lại một đêm không ngủ. Hắn nhận ra những chuyện trước kia hắn nghĩ phải phấn đấu cả đời mới có được, bây giờ hắn chỉ cần muốn là có được trong tay. Ngày hôm sau, Điện Quan Huyên vệ. Vì Phương Ngự là nhất thống lĩnh nên gã có đại điện riêng của mình. Lúc này Cam Tiếu bỗng bước vào, Phương Ngự vội đứng lên, Cam trưởng lão. Cam Tiếu mỉm cười nói, bữa tiệc tối qua có vui không? Phương Ngự cười nói, cũng ổn, quen được với không ít bạn. Cam Tiếu gật đầu, sau đó nói, là thế này, cuộc khảo sát nhận đệ tử mỗi tháng một lần của Quan Huyên vệ sắp bắt đầu rồi, ngươi là nhất thống lĩnh, bây giờ ngươi sẽ phụ trách chuyện này, nói cách khác ngươi có thể quyết định ai được thông qua hoặc bị loại. Phương Ngự ngạc nhiên nói, trưởng lão, sao mà thế được? Trước đó vì chuyện này mà viện trưởng nổi trận lôi đình chấn chỉnh cả thư viện, đây. Cam Tiếu cười nói, ngươi đừng kích động, dĩ nhiên chúng ta không thể làm trái quy định của Quan Huyên. Nói rồi ông ta lấy một bức thư ra đưa cho Phương Ngự. Phương Ngự ngờ vực, đây là. Phương Ngự mở thư ra, nội dung trong bức thư có hai cái tên, Trấn Vân, Ngao Lăng. Phương Ngự trầm giọng nói, Trấn tộc, tộc Thiên Long. Cam Tiếu gật đầu, Trấn Vân là người Trấn tộc, Ngao Lăng là người tộc Thiên Long, lần này họ sắp xếp hai người đến khảo sát, dĩ nhiên hai đại tộc siêu cấp này không phải chỉ vì ngoại vệ Quan Huyên, mục tiêu của họ là nội vệ Quan Huyên, nhưng ngươi cũng biết đấy, muốn vào nội vệ Quan Huyên thì phải gia nhập vào ngoại vệ trước, nói một cách đơn giản là họ đánh bóng danh tiếng, không mất bao nhiêu thời gian họ sẽ vào được nội vệ. Sau đó trở thành nhân vật cốt cán nội vệ Quan Huyên, dần nắm quyền. Nói đến đây, ông ta ngừng một chốc, lại nói, trong gia tộc của họ, hai người này không phải là người chủ chốt gì, thuộc hạng 3 hạng 4, dĩ nhiên thực lực rất bình thường, thư viện và vài bộ phận đặc biệt không thể có phần của họ, họ chỉ có thể đến quân huyên vệ, thật ra chuyện cũng đơn giản, người không cần làm gì cả, chỉ cần sắp xếp một đối thủ yếu một chút vào vòng thứ 3 cho họ thôi. Nói xong ông ta lại lấy một bức thư đưa cho Phương Ngự, đã chọn xong người rồi, là hai người này là người có thực lực khá yếu trong trận đấu lần này, chỉ cần ngươi đóng dấu thống lĩnh lên là được. Phương Ngự nhìn bức thư trước mặt, lặng thinh. Cam Tiếu bỗng nói, ngươi có biết ai tặng nhà chính cho nhà họ Phương không? Phương Ngự ngạc nhiên, không phải là thư viện à? Cam Tiếu lắc đầu, sao thư viện có thể tặng nhà cho ngươi được? Đó là do tộc Thiên Long sắp xếp, thư mời tối nay ngươi đến thư viện là do Trấn tộc sắp xếp, họ làm thế thật ra là muốn móc nối quan hệ với ngươi. Phương Ngự lặng thinh. Cam Tiếu nói tiếp, nơi này không có người ngoài, ta nói thật với ngươi, qua khoảng thời gian nữa ta sẽ nghỉ hưu, ta sẽ giao lại vị trí này cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn tiến thêm một bước nữa thì phải có người ở trên dìu dắt ngươi, bây giờ ngươi lại quen biết với viện trưởng, có thể nói chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này. Họ sẽ rất vui lòng giúp đỡ ngươi, đây là sự trao đổi trong các mối quan hệ, lợi ích và đồng thể, chỉ cần ngươi tạo ra lợi ích một thể với họ, sau này ngươi sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên. Phương Ngự nhìn Cam Tiếu, trưởng lão, như thế thì không công bằng với hai người còn lại. Cam Tiếu không nghĩ thế, thế giới này còn nhiều chuyện không công bằng lắm, chỉ có thể nói họ xui xẻo.
Phương Ngự lặng thinh không nói. Cam Tiếu lại nói, người muốn có chỗ đứng ở thư viện này, người cần phải biết cách làm người, có thể nói chỉ cần ngươi đóng còn dấu này, 3 tháng sau người có thể tiếp nhận vị trí của ta, 1 năm sau người có thể vào được nội vệ, thậm chí vào được vài bộ phận then chốt của Tổng viện Thư viện, lúc đó ngươi sẽ có tương lai tốt đẹp. Với tư cách là người từng trải, ta nói ngươi nghe, quan hệ và chỗ dựa ở vũ trụ quan huyên rất quan trọng, nói một câu bất kính, chẳng phải viện trưởng cũng nhờ vào quan hệ đó sao? Nếu không có mối quan hệ trong nhà thì viện trưởng có thể tạo ra một phần cơ nghiệp lớn thế này trong lúc còn trẻ được sao? Phương Ngự siết chặt hai tay, không nói gì. Cam Tiếu nói tiếp, giang hồ không phải là đánh giết lẫn nhau, là đối nhân xử thế, với ngươi thì chỉ là một cái gật đầu, đóng cái dấu thôi. Phương Ngự nhìn bức thư trước mặt, một lúc lâu sau, gã nghĩ đến bữa tiệc tham gia tối qua, nghĩ đến các đệ tử tông môn thế gia cố gắng lấy lòng mình, nghĩ đến rất nhiều người bày tỏ ý tốt với mình, nghĩ đến nhà họ Nhạc dục hôn, nghĩ đến sự sung sướng mà địa vị mang đến. Chỉ một con dấu thôi. Phương Ngự lấy con dấu của mình ra đóng mạnh lên đó. Cam Thiếu nở nụ cười. Ngoài đại điện. Ngay khi Diệp Quân nhìn thấy Phương Ngự đóng dấu, tay phải hắn run lên, hắn ngây người hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại. Tịnh Tông Chủ bên cạnh bỗng xoay người nhìn hắn, thiết lập trật tự. Ngươi có biết quy tắc vận hành của thế giới này không? Ngươi biết nhân tính thế nào không? Ngươi chẳng biết gì cả, ngươi chỉ là nhiệt huyết nhất thời, cộng thêm trong nhà có người. Thế nên ngươi ngây thơ cho rằng mình có thể thay đổi mọi thứ, thật ra ngươi không thay đổi ai được cả, ngay cả bản thân ngươi không gọi người thì cũng không thay đổi được gì. Cô ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, thế giới này chưa từng thay đổi, thiếu niên đồ long cuối cùng sẽ trở thành ác long. Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên hoang mang. Mình sai thật rồi sao? Vừa nghĩ thế, vạn kiếp đến. Khí tức kiếm ý của hắn bỗng giảm xuống, cảnh giới kiếm đạo thay đổi. Tịnh Tông Chủ nhìn hắn, xoay người rời đi, người này đã không xứng làm đối thủ đại đạo của Tư Phàm Tịnh cô ta nữa. Lúc Tịnh Tông Chủ chuẩn bị rời đi, trong đại điện, Phương Ngự bỗng nhiên nói, không được. Không được. Dứt lời, Diệp Quân chợt ngẩng đầu nhìn Phương Ngự đang ở trong đại điện, siết chặt hai tay. Tịnh Tông Chủ dừng bước. Trong đại điện, Cam Tiếu ở trước mặt Phương Ngự cau mày, Phương Ngự, ngươi. Phương Ngự nắm chặt tờ giấy đã được đóng dấu, lắc đầu, làm vậy là không đúng. Dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt Cam Tiếu đột nhiên thay đổi, Phương Ngự, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ ngươi có tiền đồ rộng mở, chỉ cần ngươi bằng lòng bày ra thiện chí, đưa ra lựa chọn chính xác thì có thể nói, ngươi và người nhà họ Phương sẽ hoàn toàn quật khởi, trở thành người chói sáng nhất. Ngươi tuyệt đối đừng tự tìm đường chết. Phương Ngự hít một hơi, lắc đầu nói, Cam trưởng lão, làm vậy là không đúng. Sắc mặt Cam Tiếu trở nên khó coi. Cam Tiếu còn định nói gì đó, đột nhiên Phương Ngự lên tiếng, ông còn nhớ lần đầu tiên ta đến tham dự cuộc khảo sát để trở thành ngoại vệ quan huyên không? Khi đó, ta tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy hy vọng, nhưng khi ta biết được câu chuyện bên trong, ông biết ta đã tuyệt vọng như nào không? Lúc đó ta không mong muốn gì nhiều, chỉ muốn có một cơ hội công bằng, nhưng cuối cùng ta phát hiện ra, ý nghĩ này thật quá xa xỉ. Nói đến đây, gã lắc đầu, cho đến khi ta gặp được viện trưởng, ngày hôm đó, huynh ấy đã trò chuyện với ta rất lâu, thời khắc cuối cùng, huynh ấy nói với ta một câu, khiến ta cả đời này cũng không quên được, huynh ấy nói chúng ta không nên để cho người trẻ tuổi mất hy vọng. Viện trưởng đúng là thằng nhóc nhảm nhí. Cam Tiếu bỗng nhiên tức giận nói, Phương Ngự, viện trưởng là người theo chủ nghĩa lý tưởng, người hoàn toàn không hiểu quy tắc vận hành của thế giới bên dưới. Để ta nói cho người biết, vũ trụ quan huyên là vũ trụ của tình người, sống trong thư viện này, người phải học cách làm người phải học cách sống ẩn dật không tranh đấu, phải hình thành lợi ích chung với những thế gia tông môn kia. Như vậy, con đường của người mới dễ đi, nếu không, người không thể tiến thêm dù chỉ là nửa bước. Phương Ngự gật đầu, ta biết. Cam trưởng lão, ông nói đúng, nếu ta làm theo lời ông nói, Phương Ngự ta nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở, nhưng điều này là sai trái, ta đã từng chịu bất công, ta biết cảm giác đó đau đớn như nào, cho nên, ta sẽ không bao giờ để cho người khác cũng gặp bất công như vậy. Sắc mặt Cam Tiếu vô cùng khó coi, Phương Ngự, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Phương Ngự chậm rãi cúi đầu,
nhìn tờ giấy trong tay, khẽ nói, ở trong mắt viện trưởng, ta chỉ là con kiến hôi, không, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, nhưng... Nói đến đây, ánh mắt gã chợt trở nên nóng bỏng, huynh ấy có thể xưng huynh gọi đệ với ta, có thể ngồi uống rượu với ta, có thể cùng ta thảo luận tương lai của thư viện. Ta không có gì báo đáp huynh ấy, cũng không thể thay đổi được tình trạng hiện giờ của thư viện, nhưng... Ta có thể khiến huynh ấy không thất vọng. Nói xong, gã đột nhiên dùng sức xé. Xoạt. Tờ giấy bị xé vụn. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ở bên ngoài đột nhiên cười lớn, trong mắt không còn chút bối rối nào nữa, việc hắn làm là có ý nghĩa. Giờ khắc này, kiếm ý và khí tức cảnh giới đang sụt giảm của hắn đột nhiên hồi phục. Tịnh Tông Chủ đứng sững sờ tại chỗ, cô ta nhìn chằm chằm hai người trong đại điện, mặt không biểu cảm, im lặng không nói gì. Diệp Quân quay đầu nhìn Tịnh Tông Chủ, đang định lên tiếng thì Tịnh Tông Chủ lạnh nhạt nói, tiếp tục xem đi. Diệp Quân khẽ nhíu mày. Trong đại sảnh, nghe Phương Ngự nói vậy, Cam Tiếu nhìn chằm chằm Phương Ngự một lúc lâu, sau đó lắc đầu, người sẽ hối hận, người sẽ hối hận. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Phương Ngự bật cười, lúc này gã như chút được gánh nặng. Kỳ thật trong lòng gã cũng rất mâu thuẫn, với tư cách là con cháu thế gia, đương nhiên gã biết một vài đường vòng trong thư viện, gã biết rất rõ, chỉ cần gật đầu đồng ý, gã sẽ có vô số tài nguyên, gã và nhà họ Phương sẽ nhanh chóng lên mây, nhưng gã không thể làm điều đó. Bởi vì gã hy vọng một ngày nào đó khi đối mặt với viện trưởng, gã có thể thẳng thắn gọi to, Dương Huynh. Không lâu sau, Cam Tiếu quay lại đại điện, khẽ thở dài. Sau đó lấy ra một quyển trục đưa cho Phương Ngự, đây là điều lệnh, nội dung đại khái là văn hóa viện đang thiếu phó chủ sự, nên điều ngươi đến đó. Phó chủ sự. Phương Ngự yên lặng, chức phó chủ sự cao hơn chức vụ hiện giờ của gã một bậc, nhưng không có thực quyền, chức cao quyền thấp, hơn nữa, cả đời sẽ không còn hy vọng thăng tiến, có thể nói, đó là dưỡng lão ở địa phương, nơi dành cho những người không có quan hệ, hoặc đã đắc tội với người khác. Phương Ngự không ngạc nhiên lắm, cầm quyển trục lên, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Phương Ngự biến mất khỏi tầm mắt, Cam Tiếu lắc đầu thở dài, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối, đúng là tuổi trẻ. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Cam Tiếu, liếc nhìn bên ngoài đại điện, sau đó châm chọc nói, không phải tuổi trẻ, mà là ngu ngốc, là do gã chưa trải qua va chạm của xã hội, có cơ hội như vậy, nhưng lại lãng phí vì cái gọi là chính nghĩa trong lòng, đúng là ngu không còn gì để nói. Cam Tiếu tiếp tục thở dài, ông ta cảm thấy rất đáng tiếc, vì ông ta biết, Phương Ngự làm vậy sẽ mất cái gì, đánh mất cơ hội thay đổi cuộc đời Phương Ngự và nhà họ Phương, mà cơ hội này, cả đời chỉ có thể đến một lần trong đời. Ánh mắt ông lão kia đột nhiên lóe lên, nói, phía trên có phải là... Cam Tiếu lắc đầu, không biết, dù sao gã cũng từng tiếp xúc với viện trưởng, nếu làm như vậy, thì thật là ngu ngốc. Tuy nhiên... Người cấp trên sẽ không cho phép người như gã tiếp tục thăng tiến, nói đơn giản là để gã tránh xa trung tâm vòng tròn quyền lực. Nói đến đây, ông ta thở dài, thật đáng tiếc, nếu gã linh hoạt một chút thì thật sự sẽ có tiền đồ rộng mở. Ông lão nói, gã sẽ hối hận. Phương Ngự đi đến văn hóa viện, mặc dù văn hóa viện là nơi dành cho công việc văn thư, nhưng công việc không nhiều, bởi thư viện quan huyên chú trọng đến văn hóa giáo dục, nhưng văn hóa viện khác với văn viện. Văn viện là nơi ở của các đại lão, còn chỗ này chuyên phục vụ cho các đại lão, tương đương với làm chân sai vặt cho các đại lão. Sự xuất hiện của Phương Ngự đã dẫn đến một trận xôn xao. Dù sao, bây giờ Phương Ngự là một nhân vật chạm vào có thể bỏng tay, người trong văn hóa viện không ngờ người như vậy sẽ đến nơi này. Chắc chắn gã đã đắc tội với người khác rồi. Phương Ngự đi vào gian phòng trong đại điện. Trước mặt gã cách đó không xa có một ông lão đang ngồi, ông lão mặc áo bào màu xám, tóc bạc, nhưng không hề xộc xệch, mà rất chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời. Người này chính là Dương Cập viện chủ văn hóa viện. Bên cạnh Dương Cập, còn có một thiếu niên, tầm 20 tuổi, mặc áo bào sạch sẽ, vẻ mặt rất tự nhiên. Phương Ngự hành lễ, kính chào viện chủ. Dương Cập nhìn chằm chằm Phương Ngự, đắc tội với người khác rồi sao? Phương Ngự hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, hắn bỗng không biết nên trả lời thế nào. Dương Cập bình thản nói, thành thật mà nói, khi nhận được tin tức của ngươi, ta rất kinh ngạc, bởi theo ta biết,
hôm qua ngươi mới đến Tiên Bảo Các dự tiệc, đúng không? Phương Ngự gật đầu. Dương Cập nhìn chằm chằm Phương Ngự, ngươi có biết rằng đến chỗ này là để dưỡng lão không? Phương Ngự gật đầu, biết. Dương Cập yên lặng một hồi, nói, làm việc cho tốt đi. Phương Ngự hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi thấy Phương Ngự rời đi, trong mắt Dương Cập hiện lên vẻ phức tạp, cháu biết vì sao gã rơi vào tình cảnh này không? Thiếu niên gật đầu, không biết cách thay đổi linh hoạt. Dương Cập mỉm cười, chẳng qua nụ cười hơi chua xót. Năm đó ông ta cũng đầy nhiệt huyết và hoài bão như vậy, đặc biệt là khi viện trưởng muốn thành lập một thế giới công bằng trật tự, ông ta xem đó là một loại tín ngưỡng, làm mục tiêu phấn đấu cả đời, nhưng sau khi gia nhập thư viện, ông ta mới phát hiện ra thư viện khổng lồ này phức tạp đến mức nào, các tông môn lớn nhỏ và thế gia rắc rối phức tạp, sâu không lường được. Nếu ngươi muốn làm một việc gì đó, phải có người phía sau, nếu không, ngươi sẽ không làm được gì cả. Đối đầu. Ông ta đã từng đối đầu, nhưng kết quả là, ông ta bị chuyển từ nhân vật nòng cốt thư viện đến đây. Ngươi không làm thì không sao, nhưng nếu ngươi muốn làm thì xung quanh ngươi sẽ toàn kẻ thù của ngươi. Trong một số nơi, khi ánh sáng chiếu vào bóng tối thì đó chính là nơi có tội. Bóng tối chính là nơi có tội. Thiếu niên đột nhiên nói, ông nội hối hận sao? Dương Cập khẽ nói, hối hận, đến xanh cả ruột rồi. Nếu năm đó ông nội biết linh hoạt một chút, gia tộc sẽ không bị ép thành như vậy, cháu cũng có thể đi đến thư viện, chứ không phải bị bọn họ nhắm vào, là ông nội hại gia tộc, hại luôn cả tiền đồ của cháu. Thiếu niên hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Thật ra, với tài năng của Dương Việt, gã chắc chắn có thể gia nhập tổng viện của thư viện, dù sao, gã mới 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới đạo tiên, vào trong thư viện, cũng là một thiên tài, nhưng bởi năm đó xảy ra một vài chuyện, người phía trên không muốn người của nhà họ Dương gã tiến vào tổng viện của thư viện. Bọn họ cũng đã thử nhưng không có tác dụng gì cả. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, viện trưởng hy vọng thư viện có thể trở nên tốt hơn. Dương Cập khẽ lắc đầu, viện trưởng, vẫn còn quá trẻ, mọi người theo viện trưởng lăn lộn, không phải muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, mà để kiếm lợi. Thiếu niên yên lặng một lúc lâu, nói, ông nội, ông hy vọng sau này cháu sẽ trở thành người như nào. Dương Cập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài điện, nhẹ giọng nói, ông hy vọng cháu là một người tốt, nhưng ông nội biết, trên đời này, người tốt không thể làm được. Giống như Phương Ngự. Gã là người tốt, nhưng kết quả là gì? Nhiều khi, người càng xấu, lòng càng ác thì càng sống tốt, còn người càng tốt, lòng càng thiện, thì càng thê thảm. Thế gian này rốt cuộc làm sao vậy chứ? Trong thời không đặc biệt, Diệp Quân nhìn ông cháu trong đại điện, hồi lâu cũng không nói gì. Hắn từng ở tầng dưới, nhưng dù sao nhà họ Diệp cũng chỉ là gia tộc nhỏ, khi đó hắn không tiếp xúc với thế giới tầng trên, cũng không hiểu quy tắc vận hành của cả vũ trụ thế giới. Chứ đừng nói đến việc hiểu rõ nhân tính. Sau đó hắn kế thừa gia nghiệp, hắn càng không cần tiếp xúc và tìm hiểu vì hắn là người có quyền lớn nhất, tất cả quy tắc đều do hắn đặt ra. Lúc này khi gặp được Phương Ngự và Dương Cập, hắn mới hiểu ra có nhiều lúc mình đúng là nghĩ quá đơn giản. Như Dương Cập đã nói, những người và thế lực đi theo mình có mục đích gì? Vì tín ngưỡng sao? Không. Họ đều là vì lợi ích. Điều này là sai à? Không sai. Người ta không vì lợi ích thì tại sao phải đi theo mình? Người sai không phải họ mà là bản thân mình, là mình nghĩ thế giới này và trật tự này quá đơn giản. Mấy năm nay mình vẫn luôn không ngừng thu phục các thế lực ở ngoài, tưởng chừng như khiến học viện Quan Huyên ngày càng lớn mạnh, thật ra mình chưa thực sự thay đổi bản chất của cả vũ trụ, không chỉ thế mà còn có thể khiến một số nơi trở nên tồi tệ hơn. Nhân tính. Lúc này hắn nghĩ đến một câu nói của cô váy trắng từng nói với hắn trước kia, điều khó thay đổi nhất ở thế giới này là nhân tính và lòng người. Vũ trụ Quan Huyên có mạnh hay không không nên đánh giá bằng việc vũ trụ Quan Huyên có bao nhiêu cường giả đỉnh cấp, giàu có thế nào, mà nên đánh giá bằng việc bây giờ những người ở tầng thấp trong vũ trụ Quan Huyên sống có hy vọng hay không. Nghĩ đến đây Diệp Quân thở dài, mình muốn thiết lập một trật tự công bằng, suy nghĩ này không sai, sai ở chỗ mình vẫn chưa làm tốt. Diệp Quân quay đầu nhìn Tịnh Tông Chủ bên cạnh, khuôn mặt Tịnh Tông Chủ không chút cảm xúc. Diệp Quân thu lại ánh mắt, hắn nhìn ông cháu Dương Cập trong điện,
sau đó lại nhìn Phương Ngự đã quay về trong điện của mình. Phương Ngự vừa về đến điện của mình, một ông lão chạy vào. Nhìn thấy ông lão, Phương Ngự hơi ngạc nhiên, tộc trưởng. Người đến chính là tộc trưởng nhà họ Phương, Phương Đình. Sắc mặt Phương Đình rất khó coi, Tiểu Ngự, rốt cuộc chuyện là thế nào? Chuyện là sao? Nghe Phương Ngự nói xong, Phương Đình sững sờ hồi lâu, một lúc sau mới thở dài, thì ra là thế, thảo nào. Phương Ngự hơi khó hiểu, tộc trưởng, sao thế ạ? Phương Đình lại thở dài, cách đây không lâu, viện xét duyệt bỗng nói với bọn ta là nhà của chúng ta đã không qua xét duyệt, chúng ta không được phép ở đó nữa, không chỉ vậy, hai vị trí học nhập của Phương Vân và Phương Lăng cũng đã bị từ chối, nói là chúng không đủ điều kiện để tuyển thẳng, còn... Nói đến đây ông ta muốn nói lại thôi. Phương Ngự có cảm giác không lành hỏi, sao thế ạ? Phương Đình thấp giọng nói, nhà họ Nhạc đến hủy hôn. Phương Ngự sửng sốt, hủy hôn. Phương Đình gật đầu, sắc mặt khó coi, tất cả dấu hiệu đều cho thấy cậu đắc tội với ai đó, hơn nữa còn không phải là người tầm thường, bây giờ họ đều không dám đến gần nhà họ Phương, e bị liên lụy. Phương Ngự trầm giọng nói, tộc trưởng, ta xin lỗi. Phương Đình do dự một lúc, sau đó thở dài, bọn họ muốn lôi kéo quan hệ với cậu, dù sao cậu cũng là người từng gặp được viện trưởng, nếu cậu có thể trở thành người của bọn họ, dĩ nhiên là chuyện tốt với họ, mà cậu lại từ chối. Nói đến đây, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp, Tiểu Ngự, cậu phải biết mặc dù cậu đã từng gặp viện trưởng, nhưng đối với họ, cũng chỉ là gặp một lần, họ sẽ không cho rằng cậu và viện trưởng là huynh đệ, cậu hiểu điều này chứ? Phương Ngự gật đầu, ta hiểu. Phương Đình hơi khó hiểu, vậy tại sao cậu còn muốn làm thế? Phương Ngự im lặng. Phương Đình lại nói, Tiểu Ngự, chắc cậu cũng biết lần này là một cơ hội lớn để nhà họ Phương chúng ta vực dậy, có thể nói là cơ hội ngàn năm hiếm gặp, chỉ cần nắm lấy được cơ hội này, nhà họ Phương chúng ta có thể vươn lên, có thể trở thành gia tộc lớn, thế hệ tiếp theo của cậu cũng sẽ có thể có được nhiều cơ hội hơn, điều này có thể thay đổi cơ hội của cả gia tộc chúng ta. Cậu, biết không? Nói đến cuối, giọng ông ta hơi run, còn xen lẫn chút tức giận. Phương Ngự khẽ nói, ta biết cả. Mắt Phương Đình hơi đo đỏ, vậy tại sao cậu còn muốn làm thế? Phương Ngự nhìn Phương Đình, tộc trưởng, ông còn nhớ lần đầu tiên ta tham gia khảo sát quan huyên vệ không? Khi đó, với thực lực của ta, vốn dĩ ta có thể vào đó nhưng kết quả thì sao? Ta phải nhường đường cho người khác. Bởi vì những chỗ đó đã có người khác giành trước trong nội bộ rồi, ông có biết lúc đó ta tuyệt vọng đến mức nào không? Ta có năng lực, tại sao không thể vào được? Chỉ vì ta không có quan hệ, chỉ vì không có quan hệ nên kết cục như vậy hả? Nói rồi gã lắc đầu, chậm rãi siết chặt hai tay, tộc trưởng, sau này ta được nhận vào quan huyên vệ là nhờ viện trưởng đã cho ta một cơ hội công bằng, hôm đó lúc huynh ấy ngồi trước cửa điện quan huyên nói chuyện với ta. Huynh ấy vỗ vai ta nói rằng, Phương huynh, chúng ta đều phải cố gắng, chúng ta không nên để các tu sĩ thế hệ trẻ vũ trụ quan huyên đánh mất hy vọng với tương lai. Ngu ngốc! Hai mắt Phương Đình đỏ hoe, đau lòng nói, Tiểu Ngự, cậu thật sự rất ngu ngốc, cậu nghĩ viện trưởng coi cậu là huynh đệ thật sao? Cậu sai rồi, một nhân vật cấp cao như viện trưởng có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với cậu, thậm chí xưng huynh gọi đệ với cậu, nhưng cậu không nên coi mình và viện trưởng là huynh đệ. Cậu thử nghĩ xem cậu không có tài, không có thế gia và tông môn lớn mạnh, cũng không thể mang lại lợi ích gì cho viện trưởng, sao huynh ấy có thể xưng huynh gọi đệ với cậu? Tại sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không nhìn thấu hả? Phương Ngự sửng sốt hồi lâu, đột nhiên bật cười lớn, cho dù lúc đó huynh ấy chỉ là tùy ý, không thật sự coi ta là huynh đệ thì cũng không sao cả, dù sao ta cũng coi huynh ấy như huynh đệ. Phương Đình lắc đầu, cậu đúng là hết thuốc chữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.